cầm về rồi, lúc để trong ai? Kia mà không cầm về lúc nào nhỉ? À ừ nhỉ, có phải không nhỉ? Hỏi thằng tôm chép xong ở trong buồng nào. Chị Hoa ơi, hình như chị cầm trên cái gì cặp tóc lên hay sao đúng không? Có cầm rồi nhưng không biết em vứt ở đâu chị cũng biết. Đây, còn mỗi chiếc thôi em ạ. Sao mà em vứt nhanh thế? Gội đầu xong tóc còn chưa khô. Hello mọi người. Còn quần chip chỗ em, quần chip em còn nhá. Các chị vào đi. Hôm nay là bộ Quảng Châu của em cũng sale các bác nhá. Quảng Châu là còn một ít nữa. Em chào chị Đào Huệ nhá. Còn nó là hôm nay cho các chị đó là mẫu lẻ nhé chị nhá. Ừ nhá. Chuyển cắm thằng cái dây kia để bỏ cái dây này đi cho nó khỏi đấy. Chip 4 á. Chip 4 hình như hết rồi sao chị ơi? Chip 4 hết rồi. Còn có nửa lố 5 cái rồi. Chip 4 đều còn đủ sót 5 cái nửa lố. Này nhá, bây giờ em còn mỗi mẫu còn 1-2 chiếc. Ok chưa? Mỗi mẫu còn 1-2 chiếc toàn bộ không đẹp cho em. Để chưa? Các bác vào nhanh tay giúp em mã này ạ. Các chị vào nhanh luôn nhá. Chống nắng hôm nay, chống nắng hôm qua, bắt đầu từ hôm qua là giả là 259.000. A1 em còn hàng nhưng mà chị ơi chưa có về thêm ý. Thế à, Huyền hôm nay không gọi á. Thì mai gọi cho Huyền của em với nhá. Đây các chị này, mã này lên luôn cho em. Rồi mã này ạ, mã này các chị comment là mã MK1 nhé các chị nhá. MK1 và kèm cho số điện thoại ạ. Chip 4 để em ngày mai chị ơi, ngày mai có gì em báo nhá. Chứ còn bây giờ em chưa báo được cái quần chip 4 đâu. Bây giờ chưa báo được quần chip 4 đâu chị ơi. Để các chị nhìn áo phông cho em này, toàn bộ phông xịn sò luôn. Bây giờ là mỗi mẫu còn vài chiếc. Bây giờ các chị chọn cho em màu và không chọn hình nhá. Bây giờ là chọn màu không chọn hình cho em, các chị nhìn hàng này siêu đẹp luôn. Đó, chọn màu không chọn hình cho em, form thoải mái các chị từ 45 cân đến 66 cân đổ về. 45 cân đến 66 cân đổ về em chốt đơn ạ. Chị ơi chuyển khoản ngày mai em báo đi, ngày mai em báo đi, MK1 cho em, các chị lên đơn hàng nhá. Em tặng các chị 129.000 đồng một áo. Ok chưa ạ? 129 một kèm số điện thoại, đắt là mình nhanh tay mình có đơn. Ok chưa ạ? Chị yêu nào mình nhanh tay cho em mình có đơn hàng ạ. Toàn bộ các chị bây giờ chọn được cho em màu nhá. MK1 các chị lên đơn, quần sóc trắng tí em lên sau. Để chạm quần sóc trắng tí em lên sau, các chị nhìn cho em hàng này. Em bao đẹp luôn các chị ơi.
chọn màu cho em, chọn màu ạ, chọn màu cho em này các chị này. Vàng xanh lá này, đỏ đô này, để chạm xanh dương này, màu nâu này, để chạm màu đen màu trắng các chị nhá, màu đen màu trắng với lại là màu xanh dương nữa. Màu xanh dương cho em mỗi màu, mỗi mẫu em còn một vài chiếc cơ bản nó khác nhau ở cái hình nhá. Còn chất liệu nó vẫn như nhau. Ok chị, chất liệu nó vẫn như nhau. Các chị lên mã lên đơn cho em là MK1 và kèm cho số điện thoại. Ok chưa ạ, MK1 cho em ạ, 129.000 đồng một áo. Em bao chất bao giá cho mọi người luôn. Đây chị luôn có cả hồng này. Này các chị xem là có màu nào thì các chị mình chốt nhá. Đây màu hồng cho em này, toàn màu xinh thôi, toàn màu xinh thôi. Nó sẽ có hình cái chân dép này, hình cái túi sách này, hình cái mũ này. Đây nó có những cái hình như thế các chị nhá. Mình chọn mỗi em màu, với mỗi màu em còn một vài chiếc thì em tặng các chị mình luôn mã MK1 cho em ạ. Giá là 129.000 đồng, 129 và kèm ra số điện thoại cho em. Các chị ơi toàn phong xịn thôi. Các chị mình vào nhanh của em mà chia sẻ bài nhất nhiều nhá. À, bộ cọc đăng lúc chiều em có rồi chị. Em đăng nhà em đăng bài là em có hàng. Cái nhà em đăng bài em có hàng chứ em không phải em đăng câu bài cho mọi người xem đâu. Em cứ có hàng về là em mới đăng bài. Đấy, các chị nhá. Rồi mình chọn cho em hàng này. Để cho em bao xinh luôn, các chị thoải mái tầm 65, 66 và 67 cân đổ về các chị mình lên đơn. Để cho em còn đọc tên các chị mình cứ chốt đơn nhá các chị nhá. Cứ lên đơn hàng và chọn màu cho em. Cứ lên đơn hàng và chọn màu này. Em cơ bản là có những cái màu như thế này này. Để chạm thứ nhất là màu xanh coban. Thứ nhất là màu xanh coban này. Thứ hai chứ là tông màu đen. Để chạm thứ hai là tông màu đen. Thứ ba cho em ạ là tông màu nâu. Các chị nhá, thứ ba là tông màu nâu này. Nâu này có nhiều hình lắm luôn các chị này. Hình mũ, hình Z này. Đó, hình gì nữa. Đa số là có hình mũ, hình Z nhá các chị nhá. MK1 cho em. Em thề luôn, trước bao giờ em bán giá này. Bây giờ nó còn vài cái để em mới xả lỗ các bác nhá. Xả lỗ luôn. Các chị này, vàng thì có thể là vàng cái nơ này, vàng cái mũ này, được chưa ạ? Và vàng đôi dép này các chị ơi. Được chưa ạ? Mình chọn cho em hàng các chị nhá. Chọn màu giúp em thoải mái. Đây là màu xanh này, là màu xanh em gọi là màu xanh xanh ngọc các chị nhá, màu xanh ngọc cho em. Đỏ đô các chị này, màu đỏ đô cho em. Hầu như là màu trắng không còn hàng đâu các chị ơi, hầu như là màu trắng không còn. Các chị mình nhanh tay cho em mình chốt đơn hàng nhá. MK1 cho em chị ơi, giá em kỷ niệm bạn các bác nhà mình luôn. Để chạy lẻ mẫu các chị nhá, lẻ mẫu cho em tặng các chị là 129.000 đồng một áo. Quá rẻ và đẹp luôn các chị nhìn hàng này. Ok chị ạ, chất bao đanh chất luôn các chị nhá, chất đanh chất là chất luôn. Lên đơn hàng mà kèm với số điện thoại cho là MK1. Em ơi bao giá luôn cho mọi người. Được chưa ạ, em bao giá luôn nha các bác luôn. Mã MK1 cho em 100 bao nhiêu tiền? 100 ạ, 29.000 đồng một áo. Đây trắng nó còn sót một mấy cái trắng thôi. Sót mấy cái màu trắng, có cả xanh lá luôn các chị nhá. Màu trắng này, ok chưa? Toàn bộ đá khâu cườm cho em. Toàn bộ là đá khâu cườm cho em, các chị lên đơn MK1 cho em này. Đây là màu xanh lá. Được chưa ạ, xanh lá các chị nhá. Đen trắng này, xanh lá này, xanh gì? Xanh ngọc này. Màu xanh coban này. Được chưa ạ, màu nâu này, màu đen, màu trắng. Ok chưa? 129.000 đồng một áo, 129.000 đồng một áo. Rồi, qua mẫu rồi em ơi. Lên mã lên đơn và kèm với số điện thoại cho em. Đó, MK1 cho em các chị mình chốt đơn hàng nhá. Áo là 129.000 đồng giá sale. Áo 129.000 đồng một áo, các chị lên mã lên đơn và kèm với số điện thoại cho em. 129.000 đồng các chị này. Bao chất xinh luôn các chị nhá, bao chất đẹp luôn. Nào tiếp theo đây em ơi, lên cho chị cái quần cái gì nhỉ? Cái áo Mezi đi, áo Mezi đi. À đây, tiếp theo cái mẫu áo đá này luôn đi, cho các chị hết đi. Đây này, tổng hợp luôn. Tổng hợp á? Cho tổng hợp luôn đi. Đây này, cái hệ đi. Đấy chưa, còn bao nhiêu cái cho các bác lốt bấy nhiêu. Em không cần biết là ngày hôm nay lộ lãi nào nhá. Để bán thay lý luôn ạ. Mã tiếp theo là MK2. MK2 cũng là áo đá trẻ các chị này. Áo đá trẻ cho em cũng là nhiều hình các chị nhá. Cũng chọn màu và chọn size. Đấy chưa, không chọn kiểu, không chọn kiểu. Cũng chọn màu, chọn size, không chọn kiểu cho em ạ. Chọn màu đen, màu trắng này. Màu hồng này, màu xanh lá các chị này. Đen, trắng, hồng, xanh lá, màu đỏ. Đó, đen, trắng, hồng, xanh lá với đỏ. Chốt đơn các chị thoải mái dưới 65 cân nữa các chị nhá. Thoải mái các chị yêu mình dưới 65 cân đổ về. Được chưa, nốt mẫu này em tặng tốt các chị cũng 129.000 đồng một áo. 129 mà kèm ra số điện thoại cho em. Ôi, mẫu này rẻ quá nhỉ. Thôi nhá, nhưng mà bây giờ tổng hợp luôn các chị nhá, tổng hợp luôn. Em tặng mọi người là 129.000 đồng hoàn toàn bộ đá xịn như thế này luôn. Ok chưa ạ, 129.000 đồng các chị lên đơn hàng cho là MK2 nhá các chị yêu nhá. Nó cái mẫu này lại có size 1XL với 2XL cho các chị, cứ tầm khoảng là 45 cân đến tầm 65 cân. 45 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn. Mã sản phẩm là mã MK2. Ok chưa ạ, MK2 và lên số điện thoại cho em ạ. Chọn trắng, đen, đỏ, hồng, xanh lá. Đấy chưa ạ, trắng, đen, đỏ, hồng, xanh lá. Các chị lên đơn nhá. Cây hồng các chị này, có nhiều hình nhá. Bây giờ mình chọn màu thôi. Chọn màu, chọn size vừa, không chọn hình. Tiếp theo là MK2 ạ. Tiếp theo là mã MK2 cho em 129. Toàn bộ áo đá, không đá Quảng Châu.
toàn bộ khung đá hàng Quảng Châu xịn sò luôn, các chị nhìn hàng cho em rồi, tất cả cái mẫu này em đã bán qua mẫu rồi. Bây giờ là còn lẻ mẫu lẻ size chị nhá, lẻ mẫu lẻ size là tổng hợp. Bây giờ các chị chọn cho em màu với size vừa. Được chưa? Cứ chọn màu, chọn size vừa cho em. Lên mã lên đơn mà kèm với số điện thoại cho là các chị mình chốt đơn hàng. Được chưa? Bao chất đẹp và xinh luôn mà chất nó mát lắm các chị ơi. Chất đẹp mát luôn, 129.000 đồng một áo. Ok chị ạ, 129 lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em đỏ này. Đa số là có đỏ đúng không? Rồi đa số là có đỏ luôn. Các chị ơi nhìn hàng này, xinh chưa? 129 cho em nhá. Để chạm mình chia sẻ livestream giúp em rồi. Chia sẻ livestream mình nhận đơn hàng. Để chạm comment nó rất là ẩn luôn. Các chị mình cố gắng mình chia sẻ bài giúp em nhé. Chia sẻ lên cái trang cá nhân của mình ấy. Để chạm chia sẻ lên trang cá nhân của mình để cho nó bị ẩn comment. Còn là chị nào mà khách mới mà các chị mà không chia sẻ bài trang cá nhân thì đến lúc mà tìm lại em là hơi khó. Các chị mình cứ chia sẻ bài trên trang cá nhân của em. À trên trang cá nhân của mọi người ấy. Các chị nhà cho em này. Xinh đẹp, dã man luôn. Hồng đậm thì nó còn vài chiếc nữa nhá. Đây. Các chị nhìn cho em những cái hàng này này. Để chạm giá ngoài toàn 27-28. Ok chạm giá lẻ toàn 27-28. Bây giờ cũng tặng nốt các chị là 129.000 đồng. Ok chưa? Có size 1XL với 2XL. Các chị mình cứ chọn cho em màu với size vừa nhá. Cứ chọn cho em màu với size vừa. Đây này toàn hình đẹp thôi. Nhưng mà nó lẻ mẫu quá em lười bán. Lẻ mẫu quá lười bán tôi gộp lại tặng mọi người luôn 129.000 một áo. Ok chạm tặng mọi người là 129.000 đồng một áo. Các chị lên mã lên đơn mà kèm vào số điện thoại này. Không tất cả của bọc viền cho em. Ok chạm tất cả của bọc viền cho em mã này là MK2 nhé chị nhá. MK2 chọn màu. Được chưa? Đen, trắng, hồng, đỏ, xanh các chị nhá. Đen, trắng, hồng, đỏ, xanh tất cả nó chỉ có 5 màu như thế thôi. Nó chỉ có 5 màu như thế thôi các chị nhìn này. Bao xinh luôn. Ok chưa? Mỗi màu nó còn vài cái. Mỗi mẫu nó còn vài cái. Được chưa? Em chuyển mã luôn nhá. MK2 em chuyển mã luôn các chị này. MK2 và lên số điện thoại cho em là các chị mình chốt đơn. A1 em có nhưng mà bây giờ nó còn ít thôi. Đâu A1 đâu? A1 có chị ơi, đợi em tí nhá. A1 bây giờ còn mã nào em chốt nốt ra đấy thôi. Đây các chị chọn cho em hàng này. Mã này các chị lên đơn là A1 cho em nhá. A1 nó túi của nó bên ngoài túi nó khác nhau nhưng chất liệu bên trong áo nó giống nhau. Tại vì nó em về là 2-3 đợt ý. Em về làm 2-3 đợt ý. Chất liệu đồ nó vẫn như thế luôn. Chất liệu vẫn như thế nhưng mà cái này cái túi bên ngoài nó khác thôi nhá. Được chưa? Đó mã này các chị comment là A1 và cách số điện thoại cho em. Các chị nhìn hàng này. Bây giờ cố gắng chọn cho em ạ. Lâu rồi mình còn hàng ấy. Còn chưa? Còn lẻ sai còn. Lâu cũng lẻ sai đúng không? Lâu lẻ sai. Nhưng mà cứ lên như đâu có chị còn cứ lên nhá. Bây giờ các chị cứ xem là có sai nào vừa thì mình chốt tại vì hàng em vẫn còn. Ok chị ạ, hàng em vẫn còn. Mã sản phẩm cho em là M. À quên A1 cho em đi. Cứ vẫn lên là A1 cho em nhé các chị nhá. A1 và lên số điện thoại cho em 159.000 đồng một áo. Ok chưa? Em có 3 size là M, L, XL nhưng hiện tại là có màu còn sai, có màu thì gọn sai rồi, có màu thì còn ít sai. Đấy chứ ạ, có màu còn ít sai các chị nhá. Mã sản phẩm là A1 cho em ạ, 159.000 đồng. Eo các chị này, hôm nay nhìn thấy nhiều chị mặc mặc theo nhóm, các chị mặc đi chơi đi du lịch với nhau cực đẹp luôn. Đó, các chị nhìn hàng cho em mới mã sản phẩm là MK2 nhá các chị nhá. A1. A1. Quá rồi, em nhầm. Các bị nói nhịu thế này. A1 cho em, các chị ơi nhìn hàng này. Bao xinh luôn nhá, em thử màu vàng đi. Bao chất đẹp luôn cho mọi người. Xuất sắc luôn. Dưới 60 cân em chốt đơn nhá các chị nhá. 40 cân đến 60 cân em chốt đơn hàng. Mã này mặc được cả bệt vai cho em. Hôm nay nhiều chị mặc bệt vai đẹp lắm nhưng mà cái vai của em nó hơi to cho nên em không mặc bệt vai, sẽ mặc theo kiểu cổ tròn như thế này. Các chị lên đơn hàng cho làm mã này là mã MK, à quên mã A1 cho em, cứ nhầm luôn. Mã này là A1 cho em, các chị chọn màu chọn size vừa nhá. Chọn màu và chọn size vừa cho em. Mã sản phẩm là A1 và cách số điện thoại các chị chọn cho em màu vàng này. A1 chọn cho em tông màu đen. Đấy, toàn bộ của em là chất tơ các chị nhá. A1 chọn cho em tông màu trắng. Ok chưa? A1 màu trắng này. A1 cho em ạ, tông màu đỏ. A1 chọn cho em tông màu nâu. A1 chọn cho em ạ, tông màu xanh. Chị ơi xuống tủ lấy cho nô đi. Lấy mấy lon cho chị em mình uống. Rồi cho nó sung. Đấy chứ ạ, xả hàng cho nó máu luôn. Các chị ơi. Thế là bây giờ nhá, em bảo luôn này. Bây giờ nhá.
mọi người, em bán, em vừa bán là 159, mọi người vẫn chốt đơn bình thường. Nhưng hôm nay em còn ít thì em bán lúc đó chỉ là 149.000. Ok chưa ạ? 149.000 đồng một áo, các chị mình chốt nhanh, mình còn hàng. Máu quá à. Thời tiết đi chị ơi, thời tiết nóng nực nó mệt lắm chị ạ. Toàn phải uống bò húc thôi. Thì đấy, cái mắt của em nó húc vào đây này. Rồi là thiếu ngủ ấy. Uống húc nhiều khó ngủ. Không uống thì mệt mà uống bò húc nhiều thì nó mất ngủ. Đấy các chị ơi, cố gắng nhá. Mình cố gắng thôi, mình cố gắng mình chốt luôn mã này đi. Đấy chị ạ, tại vì em không có hàng về đâu. Còn size nào em chốt nó size đấy. Thì hôm nay ạ, các chị lưu ý cho em đúng ngay hôm nay em tặng nốt mọi người là 149.000 đồng cắt mẫu luôn. Ok chưa ạ? Mọi người vẫn đang mua này giá bình thường ấy. Em vừa nói giá là 159, mọi người vẫn chốt ầm ầm. Nhưng mà hôm nay sẽ bớt cho các chị thêm 10.000 nữa. Ok chưa ạ? Là 149.000 đồng một áo. Các chị lên mã sản phẩm cho em là A1 và kèm màu và kèm số điện thoại. Các chị này chất tơ mềm cho em, toàn bộ hàng đẹp các chị nhá. Chất tơ mềm hàng đẹp luôn cho em. Chọn cho em màu trắng này, chọn cho em màu đen này. Ok chưa ạ? Chọn cho em màu xanh này các chị này. Chọn cho em tông màu nâu. Đấy chưa ạ? Chọn cho em tông màu đỏ và chọn cho em tông màu trắng. Đó các chị ơi, thả tim cho em. Được chưa? Tự động em bớt tiền cho mọi người rồi cho mọi người chơi, cho em xin một nút chia sẻ và thả tim cho em với. Ok chưa? 149.000 đồng cho em, các chị lên đơn hàng nhé. Siêu xinh luôn ạ, bo gấu cho em ạ. Chị nào bụng to nó không bị lộ bụng luôn. MLXL 3 size. Được chưa? Cố gắng xem là có size nào vừa thì mình lấy luôn mấy chiếc mặc các chị ơi. Được chưa? Tại vì hàng này em không có về hàng ở đâu. Được chưa? Hàng này không về hàng nữa các bác nhá. Em tặng mọi người nốt là 149.000 đồng các mẫu luôn ạ. Lên mã đi đơn cho em là A1 kèm theo số điện thoại. Là các chị mình lên đơn, nâu còn ít đấy nhá chị ơi, nâu còn ít thôi. Đỏ mận hay đỏ tươi, đỏ đậm ấy chị ơi, không phải đỏ tươi đâu. Được chưa? Nó cũng không phải là màu đỏ, đỏ đô, không phải đỏ tươi. Được chưa? Mà nó tông màu đỏ đậm đậm, nói chung là màu đẹp lắm chị Huyền Bình, lấy đi chị ạ. Lấy đi, nó cũng như màu vàng cái này, các chị nhìn trên like của nó là màu vàng sáng nhá, nhưng mà bên ngoài của nó là màu vàng đậm. Nói chung là những cái màu bên ngoài lúc nào nó cũng đậm hơn trên like một chút, trên like bị sáng hơn. Thực ra là cái màu bên ngoài đẹp hơn rất là nhiều, nhưng mà trên like nó cũng bị sáng, thì bị buổi tối nó ánh điện ấy. Được chưa? Nó ánh điện thì bị sáng hơn một tông. Các chị cứ nghĩ là ở bên ngoài nó đậm hơn một tông màu đi. Được chưa? Mình cứ nghĩ thế cho em. Tại vì kiểu gì bên ngoài nó cũng đậm hơn một chút. À, chị 65 cân không vừa đâu, chị em chốt dưới 60 cân thôi. Mã chốt dưới 60 cân thôi chị ơi nhá. Lên mã sản phẩm là A1 và kèm theo số điện thoại, cho nên là các chị mình chốt đơn hàng. Nào lấy cho chị cái hàng Mezi em ơi. Mezi hôm nay mới về kìa. Tí đâu đồ bộ em xả. Mọi người ơi em bảo luôn này, những cái đồ bộ ấy mọi người mua nhà em rồi ấy, thì em thấy là 10 chị nhận hàng ạ, 10 chị khen cả 10. Và mọi người còn giới thiệu cho nhau mua, các chị có mua thêm thì là chị nào mặc đẹp các chị nhớ cho em xin kiểu ảnh, các chị gửi vào tin nhắn giúp em nhá. Để chị ạ, để cho em xin làm feedback của khách hàng. Đó, để em gọi là nhận feedback của khách hàng các chị yêu nhá. Bộ rất nhiều chị đã mua hàng nhà em rồi, cái đồ bộ hàng Quảng Châu mà đợt vừa rồi em vượt được giá sale mà 289 ấy. Mọi người đang bảo là mua được giá rẻ và thực ra là nhận được hàng ạ. Các chị rất là khen. Thì mọi người ạ, nhận được hàng đẹp các chị cho em xin một cái feedback nhá chị nhá, cho em xin ảnh ấy. Được không ạ? Rồi tiếp theo em ơi lấy cho chị cái quần đấy đi, quần hôm nay mới về thêm quần 069 ấy. 069 hôm nay lại về thêm được một chuyến nữa. Và chuyến này cũng cắt mẫu. À quên, chuyến này về em cũng không nhập nữa nhá. Còn bao nhiêu là hôm nay ạ, chiến đấu nốt bấy nhiêu thôi các chị nhìn hàng này. Bao xinh luôn và bao giá luôn cho mọi người. Hôm nay nó có về thêm cả màu xanh nữa luôn này. Có về thêm cả màu xanh nữa các chị nhìn này. Quần nó bên dưới nó xếp ly ở gấu các chị nhá. Quần 9 tấc cho em. Quần là Q069. Quần là mã Q069 chọn màu trắng ạ. Q069 chọn màu xanh này. Q069 chọn màu đen này các chị này. Và Q069 chọn cho em tông màu nâu. 4 màu đủ size SMLXL. Đấy chứ ạ, đủ size SMLXL. Các chị lên cho em xin mã hàng và số điện thoại. Chị Hoa hôm nay mặc à? Thế à? Thế thì hôm nào mọi người chụp nhận được bộ ấy, hoặc là mọi người đã mua bộ nhà em rồi ấy, thì mọi người cho em xin một cái feedback nhá. Để hôm nào em gọi là cuối năm mà em sẽ làm đợt chiên khách hàng. Thế chứ ạ, khách hàng là mua nhiều này. Thế chứ ạ, khách hàng gọi là khách hàng thân thiết ý, thì em sẽ làm một buổi chiên. Đấy mọi người nhá, nhớ cho em xin feedback khách hàng với. Nào tiếp theo em ơi, bây giờ lên đây. Đây, hôm nay về con Mezi này được cực đẹp luôn. Em sẽ mặc các chị xem cái quần của nó luôn nhá. Quần là Q069. Quần là Q069 ạ, kèm theo số điện thoại. Chị gần hết nước giặt rồi, chị gửi cho chị chưa em? Ôi chị ơi, lên số điện thoại đi. Lên số điện thoại cho em đi. Thì em gửi cho. Dùng sướng đúng không? Nước giặt dùng thích cực luôn. Nhà em đang dùng mà. Nói chung là nhà em cứ bán cái gì nhà em dùng cái đấy. Rồi Q069 cho em. Nhận hàng đẹp lắm, em cảm ơn chị mình. Đây các chị nhìn quần này. Quần 9 tấc siêu đẹp luôn nhá. Bây giờ em sẽ mặc lên với con áo Mezi.
Được chưa? Bây giờ em Loan sẽ mặc lên cái áo Mary luôn. Tí nữa đổ bộ tí em không, lâu lâu chưa bán mấy hôm nay không bán đổ bộ rồi nhỉ? Ba bốn hôm nay không bán đổ bộ rồi, tí lên đổ bộ nhá. Mỗi tội là thay bộ nó lâu, nó lười. Con nào Mary này lên luôn. MK3 mã MK3 cho em. Mezi tiếp theo là mã MK3 các chị yêu nhá. Celine á, Celine còn mấy cái? Đây. Các chị ơi, cực xinh luôn, áo này dáng của nó là của lốp tốt nhưng mà không ngắn quá, các chị dưới 60 cân đổ về cho em mặc được. Được chưa? 40 cân đến 60 cân các chị chốt vừa áo này cho em thì em sẽ có đủ màu luôn các chị nhá, đủ màu hôm nay về làm. Quần là mã Q069. Quần là Q069 cho em, các chị lên đơn hàng. Áo là mã MK3 rồi mình chọn màu giúp em. Ok chưa? MK3 mình chọn màu em với. MK3 em đang có màu đỏ này. MK3 có màu trắng các chị ơi. MK3 cho em màu nâu các chị nhá. Nói chung là cái màu bên ngoài đẹp hơn, màu trên line nó cũng bị là bị làm sao nhỉ? Nó cũng bị đậm hơn ấy nhỉ. Bên ngoài màu đẹp cực kỳ ấy. Đấy chưa? Màu đen cho em này, MK3 màu đen. MK3 cho em màu cam và MK3 cho em màu xanh các chị nhá. Chọn màu cho em với. 40 cân đến 60 cân đổ về em chốt đơn. Bình đựng nước em còn loại 1 lít thôi chị ơi. Cái phích nước ấy, phích nước 1 lít em có loại phích nước giữ nhiệt 1 lít thôi. Không về được cái loại kia chị ơi, không về được loại kia nhá. Còn mã này các chị có là MK3 cho em. Nghiện tíu túi và quần áo nhà Loan của em, cảm ơn chị. Rồi chị nào đến nước giặt thì có lên đơn cho em. Chị Nguyễn Xuân ok chốt đơn quần nhá. Quần là 119.000. Ok chị ạ, quần là 119, quần 9 tấc cho em các chị nhìn form này. Lên quá đẹp luôn các chị nhá. Chị ạ, quần là 119. Các chị mình chọn màu chọn size vừa đến tầm 60, 61, 62 cân tùy chiều cao. Đấy, quần hôm nay về được thêm cả màu xanh các chị nhá. Quần về được thêm cả xanh, bây giờ có đen này. Nâu đâu em nhỉ? Nâu. Nâu, nâu, nâu. Quần đủ màu luôn. Quần đây, các chị ơi chọn nâu nhá. Chất vải em bao đẹp luôn. Ok, chất vải em bao đẹp luôn. SMLXL. Nói chung là đến tầm 62 cân, các chị em mình dao động tầm 62 cân đổ về. Chị nào chưa chốt được nước giặt cứu lên là nước giặt và kèm số điện thoại cho em. Đấy chạm quần là 119. Ôi giời ơi, feedback viết mỏi tay không hết à. Em cảm ơn. Em cảm ơn các chị. Đây quần là 119.000 đồng các chị nhá. Quần 119. Đó, quần 119.000 các chị chọn cho em màu nâu các chị này. Chọn cho em màu đen. Túi của nó sẽ là kiểu túi ngang các chị nhá, túi kiểu túi ngang cho em như này ạ. Rất là trẻ trung năng động luôn. Quần này kiểu dạng quần chín tấc cho em nhá, 119.000. Từ từ đã, áo MK3 nhưng em chưa bảo giá đúng không? Các chị đã chốt hết rồi này. Giá. Áo này em các chị không quan tâm giá hay sao? Em đã nói giá rồi, các chị đã chốt hết rồi. Đấy, em mới báo mã mà các chị đã chốt rồi chưa báo giá luôn ý. Quần là 119 các chị nhá. Áo là gì ạ? 220.000. Các chị ơi, 220 một áo. Mình chọn màu quần là Q069. Quần là mã Q069 cho em. Áo rất là dễ mặc luôn các chị này. Ok chị ạ, quần sóc là quần này cũng xinh luôn, đi thể thao cực đẹp luôn. Ok chị ạ, cực đẹp luôn, mã quần là Q069 cho em, còn áo là mã MK3. Em sẽ thử các chị từng màu áo nhé các chị nhé. Còn quần các chị cứ lên đơn hàng cho em. Nước giặt khẩu trang ok chị em chốt đơn. Em đóng về cả thêm màu xanh này, xanh có đủ size các chị nhé. Xanh đủ size ML, SML, XL. Xanh đủ size SML, XL, quần bên dưới của nó sẽ là xếp ly ở gấu cho em, xếp ly ở gấu cực đẹp luôn. Đó, comment cho em xin mã hàng và số điện thoại cho là các chị mình chốt đơn. Quần là Q069, áo là MK3. Để chạm mình chọn cho em màu. Ok, chạm MK3 chọn màu, em mặc là màu xanh nhá. Bây giờ lên thử các chị xem cái màu đỏ đi. Em lên thử màu đỏ đi. Các chị này toàn bộ hàng Mezi cho em. Để chạm toàn bộ hàng Mezi, màu bên ngoài của nó là màu đỏ đậm nhá chị nhá. Màu đỏ đậm, đỏ đô ấy, chứ không phải đỏ tươi đâu. Bên ngoài là đỏ đô cho em, các chị lên đơn hàng ạ. MK3 chọn màu, các chị lấy luôn cả set này đi này các chị này, lấy luôn cả quần cả áo để đỡ phải mix cái gì với cái gì, đỡ phải mix cái gì với cái gì luôn. Các chị lên đơn hàng cho em mà kèm theo số điện thoại các chị nhá. Đây ạ, trời ơi các chị này, bên dưới của nó cũng có nhún nhún cho em một chút. Đây em cho các chị mình xem gần luôn nhá, bên dưới nó có nhún cho em. Cái mẫu này em còn đăng ở trên bài đấy, áo này em còn đăng trên bài, mọi người nhắn tin rất là nhiều luôn ấy. MK3 cho em 220 các chị nhá, 220.000 một áo. Quần có co giãn ý chị, quần có co giãn cho em. Ok chị ạ, quần có co giãn chị mình mặc thoải mái lắm. Em nói thật luôn, nói chung là lâu lâu mới vận được cái quần hàng nó đẹp như thế này mà giá nó vừa tiền. Đấy, chứ còn các chị mua lẻ cũng trên 200.000, không có dối đâu các chị ơi, cũng trên 200.000 đấy.
vì hàng này của em là toàn bộ hàng đặt các chị ông nhá. Toàn bộ hàng đặt, quần là Q069, mã áo là mã MK3. Quần một nâu một đen Q069. Ok chị Vương Nguyễn Thị, hôm nay khách hàng em toàn chốt đủ màu thôi. Để cho hôm qua nó về ba màu, các chị cứ lấy cho chị ba màu, ba chiếc ba màu. Đấy. Nhưng mà thôi các chị cứ thử lấy ạ, thử lấy một chiếc coi chị mình xem chất cũng được. Nếu mà chị nào mà chưa mua hàng thì em bao giờ cứ thử lấy một sản phẩm mình về xem kiểm tra chất lượng đã. Đấy chị Hà Nhung có, Nguyễn Dung có này, chị Trần Ngân áo nắng, áo nắng nhà em cũng còn ít thôi. Em bảo rồi, đúng một line thì em xả gần như bay nóc luôn. Chị Nguyễn Năm có, chị Độ Tuyến ok em chốt đơn hàng. Các chị chọn cho em màu đỏ. Mẫu này các chị cứ thoải mái từ 40 cân đến 60 cân áo ấy, còn quần cũng thế. Quần là chị Dung Phạm Thị Kim ơi. Chị lên số điện thoại của em rồi nhá. Chị chưa có số điện thoại sao ấy. Đây này, chị Lương Huệ cũng chưa có số điện thoại này. Các bác nhớ để lại số điện thoại giúp em với, không lại bị sót đơn đấy. Không có số điện thoại là máy không lên được đơn đâu. MK3 xanh đỏ. Chị ơi hàng này một size mà chị. Áo này free size cho em hàng Meiji. Từ đông đến hè luôn. Các chị nhìn cho em hàng VIP này các chị này. Giá chốt cho các bác là 220.000 một áo. Rồi tiếp theo cho em ạ. Dạ. Em cũng không biết. Cái gì đấy chị? Cái hàng đấy á? Hả? Bạn xem nào. Đưa lên lên xem đây. Hàng này không phải hàng nhà mình. Tại sao? Rẻ nhà mình cũng không phải hàng này đúng không? Nhưng mà ở đâu ra đấy? Hàng này không phải hàng nhà mình, hàng nhà mình hàng đáng thơm mà. Đây là hàng một lớp, nó cũng là hàng Laloma nhưng mà hàng Laloma là nhái. Laloma nhái. Laloma nhái. Tại sao nhà mình lại có một cái này ở đây nhỉ? Cái Laloma nhái nhà mình nó lại khác cái này rồi. Cái này là hàng mặc rồi. Tại sao lại có ở đây? Hai khách hôm nay vào thử. Hai khách hôm nay vào thử để đây. À hôm nay có hai chị khách, có một chị vào áo nắng này vào đây đấy. Để mai tí lại chị check cam lại nhé. Xem hay là áo này mình người rồi. Đấy, chị ơi áo này cái quần Q069 thì nếu mà 49 cân, nếu mà tùy chiều cao cân nặng của mọi người. Chị nào mà người nhỏ các chị mặc được size S, còn chị nào mà béo béo bụng ấy, các chị đùi to mông to các chị mặc size M cho em. Nói chung là tùy chiều cao của từng người chứ không phải chị nào 4 cân cũng mặc cùng size với nhau. 49 cân phụ thuộc vào các chị cao hay các chị thấp. Em mặc thử quần xanh chị xem với đây chị ơi. Quần xanh đưa cho em áo trắng này. Được chưa? Quần xanh đưa với áo trắng luôn ạ, lại hết nước chấm luôn. Nhưng mà quần xanh em đặt được ít thôi. Vì hàng này nó không có vải. Đây mặc lên các chị xem. Trắng về rất nhiều luôn, tại vì khách thì em toàn mua màu trắng thôi. Khách thì em toàn mua quần trắng nhiều nhá. Đấy, cái gì? Định lấy áo mặc vào quần ạ. Em không hiểu chị nói cái gì. Em phải định lấy áo em mặc lên quần, mọc mặc xuống quần đấy. Đây này. Xem các chị mix màu cho em. Đấy các chị mix màu cho em này. Quần màu xanh, nói chung là cái màu xanh nó không bị chói trên line đâu nhá. Màu xanh bên ngoài nó đậm hơn trên line một chút đấy. Trên line bị sáng hơn. Đây các chị lên mã này là quần Q069, Q069 và kèm số điện thoại, còn áo là mã MK3 các chị nhá. Ơ sao hôm nay cái màu son của em nó đậm thế nhỉ? Trông kinh quá, thì lấy cái gì thì em xóa bớt cái son môi này. Trông môi đỏ choe thế này. À, eo 85 mà, eo 85 mà. Không biết sao? Thì có áp chứ. Nó do áp đúng không? Chứ làm gì màu son em bị đường mà. Đúng không? Ừ. Nhìn như ăn tiết canh ý. Chị Lương Trần đặt lại hộ em nhá. Rồi áo cho em là mã này là mã MK3. Đấy mình cứ chọn cho em màu, nói chung là mình mix với lại từng màu quần ý. Ví dụ như áo xanh thì mình mix với lại quần quần trắng hoặc quần đen. Thì áo xanh mix quần xanh thì mix như thế nhá. Đấy chứ ạ, áo xanh thì mix với lại quần màu khác. Đấy chứ ạ. Đấy, còn quần xanh thì các chị mix với áo màu trắng này, áo màu đen này. Đấy chứ ạ, hoặc áo màu bò này cũng được. Đó, nói chung là do mình mix màu thôi. Mình cảm thấy hợp lý, mình mix màu cho em. Áo là MK3, các chị lên đơn ạ, quần là Q069. Quần này, chất này nó giống như cái quần mà cái quần Q08 này giống như quần Q93 này. Chất vải như nhau hết, nó khác nhau cái kiểu cách thôi. Mỗi lần nó ra một cái mẫu mới. Đấy chị ạ, mỗi lần ra mẫu mới. Các chị lên đơn hàng cho em ạ, Q069 và cái mà số điện thoại. Quần đẹp lắm này các chị ơi. Nó không phải bo gấu hẳn nhá. Nó cũng không phải suông hẳn cho em. Đấy, quần nó kiểu hơi xếp cho em cái 3 cái ly bên dưới thôi. Xếp 3 ly bên dưới thôi. Chị Hà Bùi có, chị Hiên Hoàng ok, chốt đơn hàng. Đó mình cứ chọn màu chọn size. Khẩu trang em còn, khẩu trang là 135.000 một thùng 300 cái. Rồi bây giờ em sẽ mix các bác xem thử cái màu nâu các chị nhá. Thử xem màu nâu nào. Màu nâu luôn, mấy là em mặc thử các chị xem cái áo màu nâu, quần nâu áo với màu nâu nâu này xem nào. Toàn màu đẹp thế này, các chị bỏ qua màu nào quý nhỉ. Các chị thấy em lên like các chị cứ kêu là cháy cháy ví rồi Loan ơi.
Của nâu với áo trắng. Đấy, nâu với áo trắng nó cũng đẹp này. Dạ, quần nâu với áo trắng nó cũng đẹp này. Ok chưa? Thoải mái, dễ chịu lắm. Quần chất co giãn cho em. Quần là Q069 các chị nhá. Q069 là 129.000 một quần. Còn áo là 200. Được chưa ạ? Q069 mặc kèm vào số điện thoại cho em. 119.000, còn áo là 220. Mẫu mới về các chị nhá. Bây giờ em thử các chị xem cái màu nâu đi. Ôi, lên mẫu này nhiều quá, sợ không có đủ hàng. Thế chuyển mẫu khác chưa? Em thấy luôn, cái màu này bên ngoài đẹp hơn mà trên line nó bị sáng ngược một tông. Trên line bị sáng ngược một tông. Q069 màu trắng, ok chị Liệu Trần có hoa bất tử. Các chị yên tâm luôn, quần này là em đặt giá số lượng ấy, cho nên là mọi người được mua giá rẻ thôi, chứ mọi người mua giá lẻ bên ngoài không hề có, không có giá dưới 200.000, hoặc rẻ nhất cũng phải tầm 180.000 một quần này. Đây. Các chị nhìn màu này, phê chưa? Đấy, áo này mix với quần trắng cũng đẹp này, quần đen cũng đẹp này, thấy chưa? Quần xanh cũng được. Đấy, nói chung là những cái màu này các chị mix với đủ các loại cho em. À, nâu cho chị đây, chị ơi, nâu đây. Màu bên ngoài đẹp hơn đấy chị ạ. À. Em khẳng định luôn các bác nhá, màu bên ngoài đẹp hơn nhiều. 65 cân không vừa chị ơi, 65 cân đừng chốt mã này nhá. Tại vì chốt các chị, thứ nhất là các chị sẽ bị là ngắn này, đấy chị ạ, bị ngắn này, hoặc là bị lộ mỡ bụng các chị nhá, lộ bụng này. Đấy thì em chốt với 60 cân các chị mặc đẹp nhất. Đấy, muốn cho mọi người mua là ai cũng về phát là mặc đẹp luôn, để mọi người feedback. Đây ạ, mình chọn cho em màu nhá. Đây, em chuyển mẫu đi. Hôm nay có về thêm một cái mã medi nữa đấy chị. Đây, đây. Đây, về thêm một mã medi nữa luôn này. Cũng lên mã này luôn cho em. Ok chị ạ, cũng lên mã này cho em toàn bộ hàng Quảng Châu mẫu mới ạ. Tiếp theo lên cho em một mã MK4. Ok chị ạ, một mã MK4 navy xịn luôn. Rồi MK3 chuyển mẫu nhá. Còn bác nào chốt mã like lúc trưa nhỉ, em chưa gọi chốt xong rồi chị ơi. Nhiều quá các chị chốt, nhiều quá nhỉ, em chưa gọi xong đi. Thì ngày mai thì em gọi chốt tiếp nhá. Chị con cún, chị hàng Đỗ Nguyễn Lâm chốt đơn ạ, hàng lì có ạ, chị Yến Phạm ok. Các chị lên mã cho em tiếp theo, mã MK4 cho em ạ. MK4 và lên số điện thoại. Em bảo rồi, giá này ngoài trường không hề bán rẻ các chị đâu. Mã này em bán giá số lượng cho mọi người đấy. Mọi người cứ tham khảo thị trường thoải mái luôn. Ok chạm, mọi người cứ tham khảo giá thị trường thoải mái luôn. Đây các chị này, chữ của nó định đá cho em, chữ đá cho em các chị yêu nhá. Mã này các chị comment là mã MK4. MK4 ạ, kèm ra số điện thoại cho em là các chị chốt đơn hàng. Lên con xanh này luôn. Chị đang bảo mua chỗ nào mắc quá. Các chị đang tăng tên nhau bảo là vào đây mua, mua chỗ kia mắc quá là sao? Mua chỗ nào bị đắt à? Đây. Các chị ơi, mẫu này cũng dưới 60 cân thôi nhá. Áo này cũng dưới 60 cân. Mã này các chị comment là mã MK4. MK4 cũng 220. Ok chị ạ, 220.000. Lên đơn hàng cho em chị Hằng Hoàng, Bùi Thu Hằng có thanh thắm chốt đơn, Kim Tuyến có đơn hàng. Bây giờ các chị mình chọn màu, nhưng mẫu này có cả thêm màu vàng này. Ok chị ạ, MK4 có cả thêm màu vàng. Màu vàng, màu vàng sáng cho em nhé. Màu vàng sáng này. Tiếp theo MK4 cho em có màu cam. MK4 màu cam này. MK4 cho em màu trắng. Ok chị ạ, MK4 cho em màu đen. Các chị lên cho em xin mã hàng và kèm được số điện thoại cho em. Chốt giá luôn 220.000 một áo. Đấy chị ạ, 220.000. Em bán quá rẻ à? Nói chung là tùy từng cảm nhận của mọi người thôi. Tùy từng người thôi. Đấy. Nói chung là chỗ nào đắt chỗ nào rẻ thì bây giờ khách hàng là thông thái lắm. Mọi người không nói chung là không ném tiền qua cửa sổ đâu. Đấy, mọi người có thể là ở nhà, nhưng mà buổi tối các chị có thể tham khảo like nọ like kia, shop nọ shop kia bán. Đấy chứ ạ, cùng một cái hàng nhưng mà tranh nhau ạ, quá là nhiều luôn. Chứ không phải là quần áo nó một giá đâu. Đấy chứ ạ, cùng một cái áo nhưng có thể là ôi MK4 mua 330k lận. Trời ơi, thế thì quá kinh khủng luôn đúng không? Tranh nhau hàng trăm nghìn thì ít đâu. Đấy, nói chung là em bán like nó khác và mọi người bán lẻ nó khác chị ạ. Chứ không thể nào mà giống nhau được. Ví dụ người bán lẻ thì người ta cũng không bán được nhiều trong một ngày ấy. Nhưng một like thì em bán vài trăm một cái áo mẫu này. Một mẫu một vài trăm cái là chuyện bình thường. Em đẩy mẫu rất là nhanh luôn. Mọi người không so sánh như thế nhá. Không so sánh. Cảm thấy chỗ nào rẻ mình mua, chỗ nào đắt thì thôi. Đấy chứ ạ. À, chỗ có chỗ bán kiểu này 350. Ủa trời, thế sao mình cộng bán rẻ vậy? Không, em bán rẻ. Đấy, nói chung là nhiều người bảo u bán rẻ này không biết là hàng có đẹp hay không. Đấy chứ ạ. Nhưng mà các chị cứ thử mua. Để chạm về các chị bóc hàng kiểm tra trước thanh toán xem là cái áo nó có giống nhau hay không, chất có như nhau hay không. Đây chị này. Đấy chị ạ, cùng hãng Mezi cho em. Lên mã lên đơn và kèm với bạn. Tại vì em bán là em cộng thấp lắm. Em bán cộng, nói chung là em cộng đầu đơn số lượng thôi. Em cộng số lượng chứ em không bán lời cao. Thế mọi người có thể tham khảo thị trường thoải mái luôn. Mã MK4 cho em nhá. Em bán để mọi người lần sau các chị còn quay lại với em. Ô cái đứa này bán rẻ này, chất đẹp này. Đấy, lần sau lại quay lại mua tiếp. Chứ bây giờ bán cho mọi người bán đắt được một cái thì lần sau mọi người lại không mua nữa, để tự dưng em lại thành mất khách. Đấy, bán để giữ khách thôi các chị ơi. Mã MK4 cho em.
chị mới xem MK4 hãng Mây Mây như em mà. Rồi ok. Đấy, mua thử một cái như em xem là về có giống cái của chị đang mua giá 320, 350 không nhá. Đấy, mọi người nhiều khi là bán rẻ mọi người lại nghi ngờ cái chất lượng, nhưng mọi người cứ nhận hàng bốc hàng kiểm tra trước. Được chưa? Chất như em quảng cáo ạ, nhận hàng ạ, đúng như hàng hơn 300 nghìn mọi người đang mua các chị mình lấy nhá. Còn nếu mà chất không phải như thế mọi người trả lại em. Được chưa ạ? Các chị nhìn màu cam này. Đây thử con này màu cam đi. Đâu còn hàng Medi không nhỉ? Hôm nay có một cọc ở trên góc kìa. Hôm nay bảo đợi mãi không thấy đâu ấy, hết hàng ấy. Bây giờ em lại còn thấy sót một cọc nữa. Em biết đều chứ lại. Chị thấy không? Không phải. Đây này, một line em bán hết, em cắt mẫu luôn. Được chưa? Là sang line khác em sẽ bán mẫu khác. Em chuyển mẫu nhanh lắm. Chị xem MK4 của chị giống y của em Loan. Rồi ok, em cảm ơn chị nhá. Thế thì mình lại mua tiếp đi, mình đổi sang màu khác. Chị Nguyễn Dung có này. Được chưa? Chị Nguyễn Hương có, chị Ánh Hồng có này. Chị ơi, tầm dưới 60 cân mã này mình chốt thôi nhá. Được chưa? Phi size 40 cân đến 60 cân lên đơn. Mã hàng sẽ là MK4 và kèm theo số điện thoại ạ. Đây mình cứ chọn màu, nói chung là ví dụ như cái đồ bộ như em đang bán ấy thì hàng em ôm được sale, mọi người bán bên ngoài toàn 6-700, có chị bảo chị mua 1.2 triệu đúng không? Thì hàng vừa rồi em bán các chị có 289, tại vì nhà em lại nhập sale để chạm được giá số lượng, thước cường lực em còn nhá. Thước cường lực là 69.000 một cái. Nào, bây giờ đưa chị một ít mã bộ đây. Mã bộ mà khách hàng hôm trước, khách hàng bảo là chị đang mua 1.2 triệu. Trời ơi, chị thấy nhà em bán chị tiếc quá. Đây nha, các chị nhìn cái hàng này. Được chưa ạ? Có chị đang bảo mua 1.2 triệu đúng không? Mà nhà em bán sale có 289, chị đang bảo tiếc. Ngẩn ngơ thấy nhà em bán, chị cứ ngồi chị tiếc. À, quay lại làm gì, họ chạy mất dép, đúng rồi. Tại vì đắt hơn, ví dụ đắt hơn nhau tầm 5-10 nghìn thì nó khác. Được chưa? Nhưng mà đắt hơn nhau tiền trăm thì nó lại cả một vấn đề đúng không? Tại vì khách hàng không mua, trên line khách hàng không mua một thứ mà khách hàng mua nhiều thứ. Cho nên em chỉ cộng một chút thôi. Được chưa? Mọi người dồn đơn nhiều thì em đã có công, có lãi rồi. Mã này là 220, quần là 119. Quần là 119.000 đồng, tem 2 cho em. Ok chưa? Dòng tem 2 chất rất là đanh luôn. Mọi người có thể về nhận hàng, bóc hàng kiểm tra nhé. Mọi người, tại vì hàng này em bán ngày nào cũng về của nó gần 1.000 quần. Mà trong vòng một live chị em bán hết. Ôi. Trong vòng một live em bán hết mà. Các chị không biết các chị có tin hay không, lại bảo em bốc phê. Đây mọi người lại bảo em lên live em chém gió. Nhưng mà thề luôn, em về em không phải bán nguyên cho khách lẻ, mà em còn chốt cho cả xỉ nữa. Thì chạm khách xỉ cũng đặt rất là nhiều. Rồi lên mã khác đi, từ từ đấy chị ơi. À, bây giờ lên thì các chị mẫu gì được nhỉ? Ở à, đây có mẫu này có hồng này. Rồi ok ok. Ê nhá, bây giờ dô lại mẫu cho mọi người xem này. Ok chưa? M0Q069 ạ. Với lại là chị lấy hộ em cái quần 162, 182 đây. Được chưa? Có đây. Các chị nhìn hộ em, nói chung là được khách hàng feedback cái này em rất là vui rồi. Có nghĩa là mình cảm thấy có động lực ý. Đấy. Em chỉ sợ khách hàng bảo em bán đắt thôi, nhưng mà chắc chắn là giá này em không bán giá cao như là giá ngoài mọi người đang mua. Đây các chị nhìn màu em nhá. Nhìn màu em với các chị nhìn quần này. Rồi chọn cho em màu. Qua mẫu nào. Có cần dâu lại màu mọi người. Trắng này. Tôi cứ mặc cho các chị xem thử màu trắng nhá. Trắng có bề nhiều không em nhỉ? Trắng bề nhiều không? Tí lên các chị cái mẫu cổ tim luôn. Bán rất là đấy, không phải tự dưng mà em đông khách đâu. Mỗi đợt trước em bán cách đây mấy năm thì em chỉ có tầm khoảng vài chục người xem thôi. Thề luôn, mà em không chạy quảng cáo nữa chị nhá. Em không hề chạy quảng cáo luôn. Tại vì em cứ like ở trên trang của em thôi. Xong là mọi người mua hàng đẹp xong là rẻ, xong là mọi người lại giới thiệu với nhau ấy. Chị Trịnh Lý có, chị Nguyễn Thị Hương ok. Chị Hiền Cao chốt áo nắng. Nhân viên kiểu gì mà không gọi chốt à? Chị Hương Phạm cho em xin lại số điện thoại nhá. Tại vì em thấy chị theo dõi trang của em lâu lâu rồi đấy. Thì chắc là bị sót đơn hàng chị đặt lại. Thì đợt này Facebook họ làm gắt quá. Facebook làm gắt lắm. Toàn bị ẩn comment số điện thoại của khách hàng thôi. Các chị cố gắng mình không đặt được thì mình đặt lại hộ em với. Được chưa? 2 like không đặt được, các chị mình đặt 3 like, 4 like hộ em với. Nếu mà không đặt được, không thấy nhân viên gọi, các chị mình gọi thẳng vào số của số hotline ở trên bài, trên trang của em này. Là thứ nhất này, hoặc là gọi vào số nhân viên hộ em với. Với lại gọi vào cái số điện thoại mà bên em chỉ nhận cuộc gọi đến ý. Là các chị được chốt đơn hàng ngay. Đấy, mình quan trọng là mình nhớ được cái mã hàng nhá. Quần em mặc nó là à thế à, bán lời quá. Thôi kệ đi chị ơi, mỗi người một lộc, mỗi người có một cái lộc riêng. Được chưa? Em bán đắt thì em không bán được, em chỉ bán được rẻ thôi. Đấy, em cộng ít thì em mới bán được. Bây giờ em bán, bây giờ ví dụ như là họ bán 320, 350, họ vẫn bán bình thường. Nhưng bây giờ mà em tự dưng em bán con áo này 320, không ai mua.
Chạy tại vì mọi người đã mua cái khung gọi là cái khung hàng của em ạ. Tầm này tiền mọi người mua quen rồi ấy. Nên mình sẽ không bán đắt cho mọi người đâu. Đấy, dạ không bán đắt nhá. Đấy, mình chọn màu này, MK mấy? MK4 đúng không? Màu cam này, MK4 cho em màu vàng này các chị này. MK4 cho em màu đen này, MK4 cho em ạ, màu xanh và MK4 cho em màu trắng. Mình chọn cho em màu nhá các chị nhá. Chọn màu và form dưới 60 cân. Tiếp theo này, lên mã này các chị nhá. Đây mẫu này có cả hồng luôn. Trời ơi, màu hồng với màu xanh này. Màu hồng xanh. Nhưng mà xanh còn mấy chiếc thôi, nói chung là ở mỗi màu còn vài cái em hết nhé các chị nhé. Em hết nhanh lắm, thực sự luôn. Gọi trực tiếp cho A1 mà bảo hết thì hôm, tại vì hàng em cứ hết, trong ngày em hết hôm sau lại về bù. Như A1 bây giờ em không về bù được hàng nữa, hết hàng rồi. Đúng rồi, A1 hôm trước là em về phát đầu tiên em hết sạch luôn, nó đơn của khách rất là nhiều ấy. Thế là nhân viên em nó không dám nhận đơn hàng của khách nữa. Thế bây giờ, ví dụ bây giờ cái live stream này còn hàng, các chị mình cố gắng đặt hộ em luôn. Không có là em không có về A1 nữa đâu, tại vì bây giờ không có hàng nữa. Không có hàng tại vì em chuyên nhập sale mà. Còn bây giờ nếu mà giá của nó đằng thẳng luôn ấy là mọi người phải mua trên 300 nghìn cái áo A1 cơ. Đây tiếp theo mẫu này thế các chị này. Đấy chị ạ, cũng mê gì cho em. Các chị lên mã lên đơn cho em là mẫu này là MK5 đúng không? MK5 em ơi. MK5 cho em. Có cái chỉ thừa đây này. Mã này MK5 cho em nhé, có cả màu này là một kiểu màu hồng tím, màu hồng tím cho em. Hồng tím này với lại màu xanh nhá. Bây giờ mẫu này em còn hai màu thôi. Hai màu đẹp nhất luôn ấy. Hả? Cho chuẩn. Thế thì em xem cái chỉ thừa này, bỏ ra hộ chị cả. Tiếp thêm mã MK5 lên số điện thoại. Các chị đợi, các chị vào thu cho. Các chị vào thu đến với nhà em thì toàn lên hãng thôi. Được chưa? Toàn lên hãng Mông Tư Duy mà giá lại rẻ. Bây giờ em đã nhập từ bây giờ em ôm hàng rồi. Đấy các chị nhá, áo len ý. Em có cái các chị comment là mã MK5. MK5 cũng bằng tiền luôn, 220. Đấy chứ ạ, cũng từ 40 cân đến 60 cân mã MK5. Cái này em còn à. MK5 chị đặt bên em rồi nhưng hàng chưa tới rồi, ok chị nhá. MK4 cũng 220. Đấy chứ ạ, điệu thu trần chút gồn đơn này. Hai quần Q069 nâu đen mà không gọi chốt. Chị Minh Quân ơi cho em xin lại số đi. Comment cho em loan xin lại số điện thoại nhá. Đây mỗi này thì mỗi màu em còn 3 cái hết hàng. Đấy chị ạ, bác nào ngày mai đặt được thì mình vui vẻ. Đấy chị ạ, chị nào không đặt được thì mình hoan hỉ cho em mã này nhá. Tại vì em hết rồi không còn hàng nữa. Đấy chị ạ, hai màu cho em, màu xanh với màu hồng tím các chị nhá. Xanh với hồng tím các chị lên đơn hàng cho em. Màu rất là đẹp luôn này, MK5 cho em nhá. MK5, chị ơi áo này một size mà chị. Mezi không có size đâu, Mezi chỉ có một size thôi. Còn quần thì có size S, M, L, X. Quần S, M, L, XL có 4 màu cho em. Quần 4 màu, quần áo là một có 2 màu. Các chị nhìn hàng này. Đấy chị ạ, siêu đẹp luôn. Các chị lên đơn hàng mà kèm vào số điện thoại cho em. Tất cả những cái hình nơ này nó sẽ kiểu may vào áo này các chị này. Thế là các chị mặc nó không bị bong. Đấy chị ạ, không bị bong và toàn bộ đá của nó đá kiểu đá cườm không tay ý. Đá cườm không tay cho em. Hàng đẹp các chị nhá. MK5 cho em là chốt giá luôn là 220. Nào chuyển mẫu em. Mã này MK6. Hình cái này à? Hết này. Mỗi mẫu còn ít. Muốn một like bây giờ nó có sắp bằng này. MK6 cho em lên màu đen nhá. Lên màu đen, nó lên chưa lên màu đen tí nào nhỉ? Đúng không? Nó lên chưa lên màu đen đúng không? Ôi, bán nó không chịu uống nước, các chị đợi em uống cốc nước. Tiếp theo mã MK6. Chị Đoàn Huyền ơi, quần em mặc là mã Q069 nhá. Q69 cũng được mà Q069 cũng được, tại vì nó cũng vẫn là mã đấy thôi. Đấy chị ạ, 069 thì nó có 3 số là nó cũng là mã quần này và 069 nó là viết tắt của hai cái số cuối. Nó vẫn là một mã. Em bán cho mọi người là 119 một quần. Đấy chị ạ, áo là mã này là MK5 nhá. Tiếp theo lên mã này là mã MK6 cho em. MK6 các chị lên đơn hàng cho em một con Celine. Đấy chị ạ, một con Celine cái gấu rất là hay luôn các chị này. Thế các chị nhìn rõ không? Đây cho các chị nhìn cái màu sáng nó sẽ dễ nhìn hơn nhá. Để chị nhìn màu sáng nó sẽ dễ nhìn hơn các chị này. Mã MK6, cái này thì còn đúng một cái thôi. Để chị còn sót một chiếc nữa các chị yêu. MK6, con này mỗi em còn ít nhất luôn, em tặng nước mọi người là 200 các chị yêu nhá, 200 nghìn. Ok chị ạ, MK6 lên mã lên đơn và kèm số điện thoại. Đây để lên con xanh cho các chị dễ nhìn trước nhá. Em lên màu xanh trước đi, còn màu đen, đa số là còn đen với xanh thôi. Còn coban còn một cái trắng, em còn một cái. Lên mã sẽ là MK6. MK6 và kèm số điện thoại ạ. Tí lên áo crop top nhá. Đấy, crop top lại sale rẻ cho mọi người. Bán 350 cũng phi thường. Dã man.
thực sự luôn, nếu mà em làm cái này là mọi người em đang bảo em bán rẻ quá thì từ hả? Đây mã là MK6 nhá. Quần sóc 50.000 là còn size bé thôi chị ơi. Đây mã này là MK6, các chị chọn cho em màu đen với màu xanh nhá. Còn màu trắng với màu coban này em còn mỗi màu một cái thôi. Đấy chứ, trắng với coban còn mỗi màu chiếc, các chị nhìn hàng cho em này, siêu đẹp luôn, mã MK6 cho em cũng mezi. Đấy chứ, cũng là mezi luôn. Lên mã lên đơn cho là MK6 là sale lúc 200.000. 65 cân không vừa mã này chị ơi, 65 cân thì không vừa nhá. Bây giờ mọi người lên cho em ít áo không crop top đi. Crop top luôn. MK6 cho em. Bao xinh luôn, mã này là mã gì em? Mã 6. Không, con hoa cúc này này. Con hoa cúc, đợi em một tí em lên luôn hoa cúc nhé. Hoa cúc cũng hàng mắc đen cho em. Đây bây giờ em lên một cái áo có mẫu 65 cân đấy chị ơi. Đợi em một chút. À, chị Ngọc Hồi có, chị Lan Nguyễn ok em chốt đơn hàng. Để mình chọn luôn màu em nhá. Chọn màu luôn em với, tại vì là hàng em còn ít thôi. Mỗi màu em còn một vài cái thôi. Cái hàng nó lon ton đấy nhở. Con này số con này chả sướng luôn này. 49 cân mét 53 có vừa. Chị Quỳnh Như, Lan Hưng Vũ có, chị Trần Phúc ok này. À, chị Vi Huynh ok em chốt đơn hàng. Các chị cố gắng săn mẫu này nhá. Em xả nốt 200.000 một áo luôn. Còn ít ạ. Tiếp theo quần này cho em. Ok chị ạ. Tiếp theo một mã quần cho em các chị ơi. Quần này của em ở chất thun tăm các chị nhá. Quần chất thun tăm cho em có màu nâu với màu đen hai màu. Đủ size là S, M, L, X. Ok chị ạ. Đủ size là S, M, L, XL. Các chị lên mã lên đơn mà kèm các số điện thoại cho em. À, bây giờ cho chị một cái áo lốp tốp trắng để chị mặc với lại cái áo này luôn. À cái quần này luôn. Đấy chị nào nhận được quần này nghe em chưa? Khung chuyến này em bán căn mẫu luôn. À, đây quy 162. Ui vừa hỏi xong phải em lên luôn chị Tuyết Ánh đây. Đây quy 162 của nhà em đây. Các chị này đủ size S, M, L, X nhá. Về đủ size rồi. Trắng hơn L thì cũng mặc L thoải mái một tí đấy. Thế gì? Trắng hơn L. Từ từ đã em. Bây giờ là chị mặc cái quần này cho khách chốt á. À, còn quy 162 này. Chị Nguyễn Hải Yến chưa được chốt đơn hàng ạ. À. Cho em xin lại số điện thoại của chị nhá. Cho em xin lại mã hàng với số điện thoại hộ em với. Rồi bây giờ lên các chị mã quần Q162 đây. Đây ạ, Q162 cho em. À, chị Hiền Chi nhá, tùy chiều cao của chị nhá. Tại vì là 62 cân thì phụ thuộc vào chiều cao cân nặng của một người đấy. Chị Hằng Dương ok chốt Q069. Tiếp theo các chị comment là Q162. Chị nhận được hàng rồi, mặc nhẹ và thích lắm em bảo rồi. Quần này mặc sướng luôn. Các chị nhìn hàng này, nó may kỹ như này luôn. Trần cho em 3 lớp chun như này. À trần 3 lớp chỉ cho em như này. Các chị mặc nó không bị xoắn chun. Đấy chứ ạ, các chị mình mặc nó không bị xoắn chun. Màu nâu bên ngoài nó đậm đậm đấy chị nhá. Màu nâu đậm cho em. Mặc nhẹ tay luôn. Quần Q162. Cách số điện thoại ạ. Nâu thì mặc áo xanh nhé. Em mặc tạm tạm một cái áo xanh này nhé. Ok chị ạ. Quần các chị lên đơn hàng chỉ là Q162 và kèm số điện thoại. Quần này chốt đơn các chị đến 62-63 cân nhé. 62-63 quần. Quần này cũng là dáng baggy cho em. Quần cũng dáng baggy. Áo em mặc SL 200 chị ơi. Chị sẽ tag tên mọi người vào mua rẻ đẹp. Em cảm ơn chị. Chị Tuyết Anh có là chị Bùi Nết ok em chốt đơn. Áo chị đang mặc là 200 em ơi. Còn mã này là Q162 nhé. 100. Ao tiền chị Q162 này. Q162 còn mốt bán không? 101 á. Ok, 110.000 nhá. 110.000 đồng. Các chị chọn cho em màu đen và các chị chọn cho em ạ, tông màu nâu hai màu cho em. Mã sản phẩm là Q162. Khách số điện thoại cho em mặc cực sướng luôn mà nhẹ xanh các chị này. Đấy chưa? 110.000 một quần. 110.000 một quần cho em, các chị lên đơn hàng ạ. Lên đơn cho là Q162 m7 mà hơi ngắn chị ơi. Chị Ngân Bùi nhá, chị Trinh Dương ok này, chị Nguyễn Nhi chốt đơn hàng. Quần là Q162, còn áo là gì ạ? Áo là mã MK6 đúng không? Áo là mã MK6, còn mã quần là Q162 cho em, các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Em đang hỏi em về cái gì mà em quên mất rồi. Mình nhắn tin trong page rồi ok. Thì page nhà em khách hàng nhắn tin đến nhiều quá nhưng em không check kịp luôn ấy chị ơi, cố gắng cho em mình đặt ở trên live trực tiếp nhé chị nhá. Cố gắng chốt trên live trực tiếp, chốt cả trên live trực tiếp. Và các chị nào nếu mà các chị mà bị sót đơn các chị nhắn vào page hộ em. Để chạm nhắn liên tục hộ em vào page để cho tin nhắn nó đẩy lên ấy. Chị Nguyễn Hoàng có, Nguyễn Nhung có, Nhàn Hoàng chốt đơn hàng.
Rồi mình chọn màu em với, chọn màu và chọn size vừa của quần các chị nhá. Chọn màu chọn size vừa, tí em lên đồ bộ sau chị ơi. Tí lên bộ nhá. Các bác cho em xin được chia sẻ, đừng để gọi là view xuống. Đến dạng view xuống mất tương tác là mọi người sẽ bị ẩn comment nhá. Chị Giáp Tình Thúy Châu có Hạnh Nguyễn ok. Đen với nâu, khách hàng toàn lấy một đen một nâu thôi các chị ơi, hai màu đều đẹp luôn. Hôm nay còn áo A1, không A1 em lên từ lúc đầu rồi em còn chị nhá. Chị Trinh đang có nông hoa chốt đơn hàng ạ. À. Nào bây giờ lên một mã bộ nhá các chị nhá. Đây, một mã bộ này đi. Bộ đủ size. Bộ đủ size đây, mã này đủ size này. Các chị ơi, bác nào nhìn được bộ nhà em chưa? Chất có siêu đẹp ở mát, em loan nói trên like không? Được chưa? Chất có đẹp có mát không ạ? Mà các chị đang mua, có chị đang bảo là mua 1,2 triệu, có chị thì móc mua 7-800. Được chưa? 7-800-900 nghìn, các chị nhìn hàng này. Toàn hàng, bộ hàng Quảng Châu siêu VIP luôn các chị nhá. Em kiểm tra size số cho chị chưa? Size đến bao nhiêu cân em? Size đến 2X. Đến 2XL á? Thật á? Có màu đến 2XL, có màu đến XL thôi. Các chị nhìn bộ này, màu nâu bên ngoài nó đẹp lắm. Đấy, bác nào đã nhận được bộ thì em, các chị cho em xin lời nhận xét. Đấy, ngắn kệ lấy. À, ngắn kệ à? Ý là chị là ngắn vẫn mua đúng không? Rồi ok. Tại vì là cái dáng baggy các chị phải mặc trên mắt cá chân nó mới đẹp, chứ còn mặc dưới mắt cá chân nó sẽ kiểu bị trông bị già ấy. Đấy, chị Vũ Hạnh có, chị Nguyễn Hải có, chị Minh Thùy có này, chị Nguyễn Thủy Nguyễn Thị có đơn hàng. Tiếp cho em mã này nhá. Bộ này chất đẹp lắm, ý em cảm ơn chị. Có size 2X màu đen. Duy nhất có màu đen có đến 2X, còn các màu khác đến XL đúng không? Rồi ok, ML, XL 3 size. Duy nhất màu đen có size đến 70 cân, còn các màu khác là dưới 65 cân nhá. Em mặc thử các chị xem màu nâu trước này. Bây giờ lấy tất cả mã bộ tí lên cái áo phông của lốp tốp sau nhá. Phông của lốp tốp rồi phông cầu bẻ các kiểu luôn. Bộ này các chị chốt nhanh luôn, tại vì hàng này không có nữa. À, bây giờ là lấy cái gì để treo màu cho khách luôn nào. Rồi màu nâu em có size các chị từ 45 cân đến 65 cân nhá. 45 đến 65 cân em chốt đơn, 43 cân đổ lên mặc được. Bộ này các chị comment là bộ mã bao nhiêu em nhỉ? B10 nhá các chị ơi. Bộ B10 và kèm số điện thoại cho em, chất mát luôn, hàng cao cấp cho em. Các chị chọn xem màu em mặc là màu nâu nhá. Màu thứ hai trên là tông màu đỏ này. Màu thứ ba trên là tông màu đen. Màu đen có size đến 70 cân, còn các màu khác có size các chị đến 65 cân. Bộ B10. À nếu như người mai nhân viên không gọi chốt đơn thì chị sẽ gọi luôn. Ok chị. Đấy, như thế cho nó nhanh chị ơi. Quần đang mặc hai màu à, chị Tôn An comment là Q162 nhá. Cái quần em vừa mặc xong là Q162. Bây giờ comment là quần đang mặc hai màu, là ngày mai các bạn nhân viên thì em đi làm là các bạn sẽ không biết là các chị đặt mã quần nào. Đây, xanh đây. Xanh là xanh gì? Xanh này kiểu màu xanh cổ vịt, màu xanh lạ ấy. Xanh lạ. Đấy, màu xanh thì em gọi là màu xanh lạ, rất là đẹp luôn. Bộ cho em là bộ B10 nhá các chị nhá. Tôi 864 là số của Huyền mà. Huyền Trường. À cái máy của bạn ấy, máy nó bị làm sao ấy, có đang bị chập chờn. Chị Võ Thị Huyền nhá. Cái máy là cái bạn làm lâu năm nhất là cái máy của bạn ấy đang bị sắp hỏng ấy. Đấy, thi thoảng nó bị tắt nguồn ấy chị ơi, không phải là bị nó bị tự động à, không phải là bạn ấy tắt máy đâu. Bạn đấy là bạn chốt đơn và là bạn làm lâu nhất của nhà em luôn, bạn ấy làm 5 năm nay rồi. Nên là không có chuyện mà tự dưng nói với khách hàng tắt máy đâu. Cái máy của bạn ấy đang bị trục trặc một chút thì thông cảm nhá. Ôi, chốt có gọi điện đâu mà chốt, tôi gọi mấy cuộc cho Linh Huyền có nghe máy đâu. Cái Linh nó nghỉ rồi mà, đúng không? Linh nghỉ rồi Huyền. Thế thì chị Nguyễn Dung cho em xin lại số điện thoại nhá. Bộ này em hôm nay em cũng tặng mọi người nốt là 279.000 nhá. Thấy chưa? Hôm nay em tặng nốt mọi người là 279.000. Hàng Quảng Châu các chị lưu ý cho em, không phải hàng Quảng Châu mình giả lại hàng. Thấy chưa? Không phải hàng Quảng Châu cao cấp mình giả lại hàng cho em, chất đẹp luôn, nhận hàng bóc hàng kiểm tra trước. Mình chọn cho em màu xanh lạ này. Đấy chạm màu đen có đến 70 cân luôn, 45 cân đến 70 cân. Tiếp theo trên màu đỏ ạ. Đấy chạm màu đỏ cho em, bộ này riêng mẫu này em vẫn đủ size đấy. Đấy chạm, riêng mẫu này em sẽ đủ size. Đây có cả màu than nữa luôn này. Ok chạm màu xanh than, các chị chọn cho em màu với size vừa các chị nhá. Toàn bộ hàng VIP luôn, giá là 279.000 một bộ. 279 bộ B10 và kèm ra số điện thoại. Chị Tôn An rồi ok, chị Hợp Lưỡng Thị có này, phong đính đá em lên rồi chị ơi, Bùi Hường chốt đơn. Bây giờ chỉ có phong đính đá mà hàng chung thôi, còn hàng trẻ em lên rồi nhá. Bộ đùi á, bộ đùi có hàng Việt Nam thôi. Với lại là bộ hàng rẻ thôi chị ơi. Bây giờ cái bộ đùi của mã này không có, chỉ có bộ lỡ và bộ quần dài thôi. Bộ quần lỡ và bộ quần dài các chị lên đơn hàng chứ là bộ B10 các chị nhá. B10 có kết nối điện thoại cho em. 279.000. Được chưa? Chốt sale các bác luôn là 279.000 đồng bộ, các chị lên đơn hàng. Chất mát lắm một đanh. À, chị mua 43.
43 chắc là cũng được giả sale đúng không? Có chị hôm trước có một chị bảo là mua cái bộ gì? Cái bộ có mũ sao ấy, bộ có mũ là 1,2 triệu đúng không? 1,2 triệu mà nhà em đang bán là giá 289. Còn bộ này em tặng mọi người là 279.000 đồng các chị nhá. 279 và kèm theo số điện thoại là bộ B10. B10 màu xanh lá thì có B10 à, màu xanh lạ chị ơi. À, chị Mai Hương chốt đơn ạ, à, Bùi Tu Hoàng có này, chị Đỗ Hồng Yên, Đỗ Hồng Vân có này, chị Ngọc Hồi chốt đơn hàng. Bộ là B10 cho em 279 các chị nhá. B10 279 ạ, à, giặt máy thoải mái chứ nó không bị là bị bay, bị xù và không bị phai màu luôn, càng giặt chất nó càng lì. Để chạm vào chất là rất là mát luôn các chị nhá. Toàn bộ 100% là cốt tông. Ok chị ạ, toàn bộ 100% là chất cốt tông cho em. Các chị lên mã lên đơn và kèm theo số điện thoại cho em. Lên mã lên đơn và kèm theo số điện thoại cho em 279.000 đồng một bộ. Siêu VIP luôn. Bộ này em đố ai bán được giá này luôn ý. Được chị ạ, đố ai nhập được giá này mà bán luôn ý. Nhận bộ xà 5 đẹp lắm em à, em cảm ơn chị nhá. Xà 5 là cái mã nào nhỉ? Lên bộ dài đi em có luôn. Ôi, cái quạt của quạt đi đâu ấy nhỉ? Cái quạt của em. Đấy. Tí em vào trong phòng kia chứ còn đây là ngoài này là mã kiểu số lượng ít đi. Đấy chưa? Rồi bộ này các chị có phải là bộ B10 đúng không? B10 cách số điện thoại mình chọn màu chọn size vừa nhá. Chọn màu chọn size vừa cho em. Thôi bây giờ lên cho các chị em một cái mã áo phông của lớp tốt đi. Tí em lên bộ sau, tí vào phòng kia em lên đồ bộ sau nhá. Đấy, đồ bộ nó mặc hơi lâu. Rồi mình chọn bộ B10 cho em chị Sam Sam chút đồng bộ B10 màu xanh này. Bộ này là màu nâu cho em nhá. Màu nâu và kèm số điện thoại. Em bao giá bao chất cho mọi người luôn, nhận hàng bóc hàng kiểm tra trước chất xấu giả lại em. Để chạy chất xấu giả lại cho em luôn B10 ạ. Lên bộ quần dài cổ tròn đi em. Quần dài cổ tròn thì mình có mã nào ấy nhỉ? Bây giờ trong túi chả biết bộ nào cổ tròn, ừ, quần dài. Phải. Rồi nhá. Bây giờ em lên các chị thêm cái áo phông đã. Phông có mẫu này thì có đến 70 cân. Đấy chị ạ, từ 40 cân đến 70 cân em có size vừa. Đây chị cái quần short mà lúc nãy chị vừa mặc đâu ấy nhỉ? Quần short xanh ấy. Cắt đầu. Đây bây giờ em sẽ lên các chị áo phông của lúc áo phông không đến 70 cân mà lúc nãy các chị hỏi. Phông cúc này là size số như nào nhỉ? Chiếu hóa em còn chị Hà Đặng ơi. Bình kim ok chốt đơn B10 này. Bây giờ lên các chị xem mẫu này luôn nhá. Mẫu này luôn này. Đỏ chắc có đủ size đúng không? Đây các chị nhìn hàng cho em này. Vàng này. Vàng sẽ lấy size L trắng này. Đấy chạm màu đỏ, màu đen các chị này. Màu xanh lá. Đấy chạm các chị lên mã lên đơn cho em ạ. Xanh lá nhân size to XL. Đấy chạm còn size to. L XM. Mã nào chị em mã nào. Bây giờ nhá, cái mẫu này bây giờ em còn lẻ, đa số là có size to, size bé còn ít nhá. Size bé em còn ít. Chị chốt mấy lần bộ B10 không được cả, chị đặt lại cho em xin số điện thoại với. Lên bộ vest đùi, dù vest đùi em còn ít nhá. Màu nâu 66 cân mặc được chị ơi, để chốt XL cho em được chị Hiền Cao ơi. Rồi bây giờ mẫu này nhá, thì em loan xin phép là hôm nay bán thanh lý luôn. Tại vì là đa số là nó không còn size nữa ấy. Còn size chủ yếu là có size L, XL thôi. Còn size mới em còn ít. Thì bây giờ thì em sẽ tổng hợp cho các chị thêm mấy mẫu nữa. Các chị chỉ việc chọn màu với chọn size vừa thôi. Còn hình thì các chị em mình cố gắng ạ. Mình chốt cho em nhá. B10 là 279 chị ơi, chị Nguyễn Hà ơi. Chị Thúy Ngô Phương chốt đơn hàng. Rồi bây giờ các chị lên chưa làm áo này là mã bao nhiêu chị nhỉ? MK mấy? MK7 ạ. Thôi chốt nốt các bác giá đẹp luôn. Ừ. Tôi cho. Hả? Còn nhiều đấy. Nó lẻ nhưng nó còn nhiều, có số lượng nhiều. Cho khách hàng nốt. Cho khách hàng nốt. Được chưa? Không lăn tăn nữa, cho khách hàng nốt giá đẹp. Bán cho nó hết gọn hàng hề. Tôi bán cho gọn hết hàng hề nhá. Bộ B10 279. Đây ạ, đưa cho chị luôn nào. Nó có những bây giờ mọi người đưa cho chị các cái hình đi, các cái hình của cái màu áo cái mẫu đi. Được chưa? Các chị nhìn hàng này. Toàn hàng đẹp thôi mà tất cả cái mẫu này em đã bán qua nó có tầm khoảng 5 hoặc 6 mẫu, 6 hoặc 7 mẫu gì đấy. Được chưa? Các chị nhìn này. Bây giờ các chị chọn màu nhá các chị nhá, không chọn hình. Chọn màu và chọn size vừa thôi, tại vì tất cả bây giờ nó đều là lẻ mẫu lẻ size.
Đấy chứ, tất cả bây giờ lẻ mẫu lẻ size mà các chị đang mua mức giá này á, em đảm bảo luôn ngoại trường ít nhất phải tầm 250 một áo. Ít nhất phải tầm 250 một áo ạ. Toàn bộ dáng không kiểu dáng crop top dáng vừa cho em. Crop top dáng vừa và dòng tem mát đen cho em các chị này, không tàu nhá. Tặng luôn các chị yêu. Đấy chứ, đừng bảo em câu view câu like, tại vì mã này em đang còn số lượng ít thôi. Còn số lượng ít, bây giờ tổng hợp luôn một mã này. Chỉ chọn được màu các chị nhá. Ví dụ màu đỏ thì có hồng đỏ em mặc này, màu đỏ kiểu như này này. Đấy chứ ạ, màu đỏ hình như này này. Đấy chứ ạ, màu đỏ hình như thế nào nữa. Đây, hình tim nữa. Đấy, nó có tổng khoảng 5 màu đỏ khác nhau. Ví dụ như thế, hoặc là màu vàng cũng thế. Mã sản phẩm này các chị đen trên là MK mấy? MK 7 đến 70 cân nhá. Bây giờ mình chỉ chốt theo cân nặng với màu thôi. Còn hình thì hoan hỉ. Được chưa? Từ 40 cân đến 70 cân. Em tặng nốt các bác luôn ạ, 119.000 một áo. Được chưa? Thanh ý luôn cho mọi người 119.000 đồng xả lỗ luôn mã này. Nào khách xỉ vào bốc luôn đi. Được chưa? Sách xỉ bác bốc được bao nhiêu là các chị mình bốc nhá. Tại vì em đang bảo luôn mọi người mua giá ngoài. Được chưa? Đi lại bốc xỉ giá này ý. Các chị nhập vào giá rất là cao rồi. Được chưa? Các chị múc vào rất là cao rồi. Các chị nhìn hàng cho em. Các chị lên mã sản phẩm cho em là MK10 ạ. Em bao giá cho các chị luôn. Chị nào đã mua các chị biết đấy. Bây giờ em tặng luôn các chị 119.000. 119.000 đồng áo. Các chị lên mã này đơn cho em. Vẫn cứ để theo cái chồng đi. Vẫn cứ để theo cái mông đây. Vẫn để đây. Nốt cho nó gọn mẫu đi. Chứ nó có tầm khoảng 700 cái. Lẻ mẫu lẻ sai. Được chưa? Không để tầm 200 cái đâu. Rồi 119.000. Em vừa bán vừa tặng cho các chị cho nó gọn hàng nhá. MK7 cho em. Nắng ngắn còn, chị ơi, nắng ngắn còn lẻ sai thôi. Chị Kết Vân Thanh Hà ơi, chị Hà Đặng Đỗ Huyền đã Thi Đình, ok. Các chị ơi, giá này em các chị lưu ý cho em chốt đơn ở trên live chị nhá. Mình cố gắng mình chọn ở trên live của em với. Dạ, mình cố gắng mình chọn cho livestream. Chứ còn khách lẻ đến nhà em chưa bao giờ em bán giá này luôn. Thế bữa rồi tất cả đều là mẫu mới. Tất cả đều là mẫu mới. Nhưng bây giờ hiện tại em đang lẻ sai lẻ số nhá. Quần bò em mặc là hơn 300.000 chị ơi. Quần bò em mặc là hơn 300.000. Toàn bộ hàng Quảng Châu dòng mắc đen các chị nhá, mà giá em chốt tặng mọi người là 119.000. 119 và cách số điện thoại cho em. Rồi ôi bao đẹp luôn. Đấy chứ em xả hết hàng nghề em chuyển sang hàng thu đông. Mọi người cố gắng tranh thủ một chút cái mã này cho em nhá. Gọn mẫu luôn 119.000. Em ơi mọi người ngày mai cố gắng cứ lấy, nếu mà chốt được mọi người cứ lấy tầm 4-5 chiếc đi. 4-5 chiếc tại vì những cái dòng không là dễ mặc nhất luôn mà em bán được số lượng cực nhiều. Ok chị ạ, 119.000 đồng một áo. Các chị lên mã sản phẩm ở kèm số điện thoại. Vàng xanh đỏ này, đen trắng hồng, được chưa? Có cả màu xanh lam nữa luôn. Có cả màu xanh lam nữa các bác nhá. Xanh lam này, rất là nhiều hình đẹp luôn ý. Tim này các chị này. Đó, hình tim này. Comment cho em xin mã hàng này, hồng này. Ok chưa, 119.000. 119.000 đồng một áo, 119.000 đồng một áo. Chọn màu không chọn hình các chị nhá. Chọn màu chọn size vừa. Chốt đơn các bác của mình từ 40 cân đến 70 cân. Để chị ạ, răng ngắn hàn tí lên sau. Lên áo bo gấu, tơ lụa đi shop. Bo gấu tơ lụa làm gì còn hàng đâu. Nó là cái A15 với A1 đúng không? Kiểu kiểu như thế đúng không? Q069 có 4 màu chị ơi. Màu hôm nay có về thêm được cả màu xanh. Còn hôm qua thì nó có cả màu, nó có màu nâu, màu trắng, màu đen. Thì hôm nay em về thêm được cả màu xanh nữa. Mà em mặc là mã MK10 các chị nhá. Em bao giá cho mọi người luôn, nhận hàng bóc hàng kiểm tra. MK7. Áo em mặc là MK7. Chốt đến 70 cân nhá. Ok, nhà em không có khẩu trang màu xám đâu, nhà em chỉ bán màu trắng. Đúng là nhà em từ lúc bắt đầu bán chỉ bán nguyên màu trắng thôi. Chị Vân Mây ok, chị Nguyễn Hường ngày mai nhớ báo nhân viên nhá. Mình chọn được màu rồi, còn hình nào? Các chị ơi, hình là tất cả cái hình mà em đã chọn cho mọi người rồi ấy, là những cái hình mà em bán đắt hàng nhất luôn. Thì bây giờ nó cũng kiểu là em muốn bán cho nó gọn hàng ấy, thì bây giờ tổng hợp lại luôn cho các chị ạ, cho các chị bốc nốt cho nó gọn ấy. Đây này. Ví dụ đây này, mỗi mẫu nó còn sót một cọc này nữa này. Các chị thấy không? Đấy, con truyền hình chữ H đây này. 119.000 cái, quá rẻ luôn. Các chị nhìn này. Đấy chứ, không phải hàng Quảng Châu giả lại em mà chất xấu giả em. Đấy chứ, chất này mặc mát lắm mà không bị nó cũng bị bay đâu ấy, càng giờ nó càng lì luôn. Mã MK7 cho em nhá, chị Thủy Nguyễn Thị có, chị Đặng Toàn có, chị Trương Khuyên Loan Dương có, Bùi Lụa chốt đơn nàng ạ. Cho 5 áo MK7. Mỗi chị 4-5 cái này thì ngày mai ạ, hết trong vòng buổi sáng luôn ấy, hết trong buổi sáng luôn, em hứa luôn. Các chị nhá. Đấy hôm nay mọi người chốt được giá hời rồi. Hôm nay mọi người chốt được giá đẹp luôn rồi đấy. 119.000. Đây ví dụ em mặc các bác xem một con màu vàng này. Màu nào mặc lên cũng xinh luôn mà. Được chưa? Mặc lên các bác xem một con màu vàng luôn nhá. Đây. Không xịn đét như này luôn, các chị nhìn cho em này. Ok chưa? Toàn bộ dòng tem đen. Được chưa? Hàng mắc trắng, hai mắc trắng cho em dòng tem đen, hàng xịn sò luôn. Giá chốt các bác là 119.000. Được chưa? Thanh lý tất cả cho mọi người luôn, giá đẹp ạ.
Đây thử luôn màu vàng. Xanh em mặc là xanh lá các chị nhá. Còn có cả màu xanh lam nữa, xanh lam, xanh lá, rồi là đen, trắng, đỏ, hồng. Đấy, đen, trắng, đỏ, hồng, vàng. Đâu bộ lanh đâu? Bộ lanh cho các chị nguyên size L nốt 59.000 đúng không? Rồi lên bộ lanh đi. Bộ lanh bây giờ còn nguyên size L. Bộ lanh cũng còn nguyên size L nhá các chị nhá. Mẫu này các chị comment là mã MK mấy nhỉ? MK7 đúng không? MK7 cho em. Đây này, nó cũng vẫn là MK7 nhưng nó là màu vàng nhá. Đấy chưa? Rồi chọn màu chọn size, chọn màu chọn size vừa. Các bác mình hôm nay mua được giá tốt quá luôn ấy. Bây giờ lên bộ lanh nào. Bộ lanh nhá, bác nào nhận được bộ lanh nhà em chưa? Bộ lanh hôm nay còn nguyên size L thôi. Ây ạ, bộ lanh còn nguyên size L là các chị tầm 52 53 cân đổ về em chốt đơn nhá. 52 53 cân đổ về chốt đơn hàng. Có cả cổ tròn, có cả cổ vuông, được chưa? Tổng hợp lại luôn có cả sát nách. Được chưa? Có cả sát nách luôn. Em thanh lý cho các chị nốt 59.000 đồng một bộ lanh nhung. 59.000 đồng cho một bộ lanh nhung. Bây giờ em mặc thử cho mọi người xem một bộ nhá. Có cả cổ tròn, có cả cổ vuông đấy. 59.000 đồng một bộ lanh. Lên bộ dài đi em gái rồi ok chị luôn. Chị ơi, em bán ạ, em bán tầm này là em nóng hết cả người đây này. Được chưa? Bán sung quá. Được chưa? Bán sung quá, bây giờ nóng hết cả người lên rồi các chị ơi. Rồi bộ lanh cho em ạ, 59.000 đồng các chị nhá. Còn size L các chị mình tầm 52 cân đổ về thôi. Ok chưa? Tầm 52 cân đổ về em chốt cho mọi người bộ lanh. Chọn size vừa cho em. Bây giờ nó chỉ còn size L, nó không còn size nào khác. Chị nào cứ tầm khoảng 44 cân, 45 cân cho đến tầm khoảng 51, 52 cân là các chị mình chốt vừa cho em ạ. Các chị bộ lanh này, bộ lanh nhung hoa cho em. Tất cả đều quần lỡ nhá. Có cả cổ vuông, có cả cổ tròn và có cả sát nách. Đấy, bộ lanh 59.000. Các chị nhìn hàng này, toàn bộ bộ hãng cho em. Toàn bộ lanh hãng em tặng luôn các chị 59.000. Ok chưa ạ, bộ lanh và cách số điện thoại cho em. Xả lỗ các bác luôn đấy. Đấy, bộ lanh 59k. Rồi các bác vẫn cứ MK7 này. Các chị cứ lên đơn thoải mái đi. Được chưa? Ngày mai còn cái nào trên mốc em rút nốt cho mọi người luôn. Cái nào em còn trên mốc hàng em rút nốt cho mọi người luôn. Chốt giá đẹp luôn. Rồi bộ lanh nhung ạ, 59.000. Đây nhá, em lên thử các chị xem cái bộ sát nách này. Thử cho mọi người xem cái bộ sát nách luôn nhá. Còn hôm trước em vẫn lên mặc lên các chị xem bộ cổ tròn với lại bộ cổ vuông rồi. Bây giờ các chị lấy thêm bộ sát nách này. À, sát nách em còn ít thôi. Sát nách còn ít em tặng luôn mọi người 59.000 một bộ. Ok chưa? 59.000 đồng một bộ cho em các chị lên đồ nàng. Lanh nhung các chị nhá. Chứ phải lanh thường. Lanh thường mặc rất là, các chị là mặc là trước là nó sẽ nhăn và cái đường may rất là thô luôn. Đó, thì bây giờ em tặng mọi người nốt 59.000 đồng tại vì nó em còn nguyên một size thôi. Còn nguyên cái size L. Còn nguyên size L. Các chị lên mã lên đơn cho em bộ lanh và kèm theo số điện thoại nhá. Không có cần mặc đâu nhỉ. Cái bộ sát nách thì em có cả size to đấy. Size to các chị dưới 60 cân nhá. Còn bộ cổ vuông, cổ tròn thì em không còn size to đâu. Rồi ạ, bộ lanh 59.000. Thôi dơ thôi, không còn mặc lên nữa. Tại vì nó không còn nhiều các chị ơi. Nó còn tầm khoảng là chưa đến 100 bộ lanh nữa. Cả mấy mẫu em tổng hợp lại chưa đến 100 bộ. Lên bộ bò đi loan đợi em chút chị ơi. Rồi bộ lanh cho em nhá, 59.000. Đá đâu? Ôi mày bảo là pha nước đá để đâu nhỉ? Nước về dọn hết rồi. Pha nước đá vào cái gì? Có cái can chứ nó đây rất rồi đấy. Có nhiều màu và bộ lanh có nhiều màu lắm. Các màu hoa luôn cho em chỉ chọn được cái size vừa thôi. Ví dụ chọn 1 bộ, 2 bộ, 3 bộ, 4 bộ chẳng hạn như thế thì nhà em sẽ nhặt cho các chị. Chứ còn nhiều hình lắm. Bộ lanh hoa rất là nhiều hình luôn. Mà toàn hình hoa đẹp thôi. Toàn hình hoa đẹp thôi các chị nhá. Ơ có cả hai à, cái bộ to đúng không? Sao lại thế nhở? Bộ lanh 59.000 đồng. Bán em bán kèm đơn các chị nhá. Còn bán nguyên bộ lanh em sẽ không bán đâu. Các chị nào có đơn hàng các chị lấy kèm bộ lanh thì em đi cùng đơn thôi. Đấy, bộ lanh 59.000. Đơn chiều này nhà em chưa chốt xong đâu chị ơi. Đơn chiều chưa chốt xong nhá các chị ơi, nhìn hàng này. Đấy chứ ạ, toàn màu đẹp như thế này luôn mà tất cả cho em ạ, toàn bộ hàng của Sana cho em. Đó, toàn bộ hàng xịn sò cho mọi người luôn, bộ lanh hãng cho em nhá. Bộ lanh cho em ạ, 59.000 một bộ các chị lên đơn. Rồi, vừa bán vừa tặng luôn các mọi người 59.000 đồng. Comment cho em xin mã hàng và số điện thoại cho các chị chốt đơn nhá. Bộ lanh 59.000 ạ. Áo vuông xanh em vừa mặc là M. Xem nào đây, đánh cái cửa lên xem nào, ngó gì. Gì đấy chị ơi? A2 à? Nó làm sao? Chả làm sao. À, lấy hộ em cái quần thổ đi, vào trong kia lấy quần thổ ở đây. Đấy chị, quần giống như của mi thế nào? Quần
nào? Quần thổ á? Thế thì bốc bốc của em ít quần thổ giống kia đây. Rồi bộ lanh cho em. Sắp nách luôn. À đây quần ngủ á. Cái tổ ngủ này cho em nhé. Thôi chị bê một mã rồi hàng ơi. Mã 8721 thì như nhà mình chưa bán mẫu này sao? Đúng rồi. 721 thì xem có bao nhiêu cái? Có khoảng tầm mười mấy cái thôi. Quần này là quần ngố thổ cho em này. Ok chưa? Quần này là quần ngố thổ nhá. Mã 8721. Ok chưa? Mã 8721 cho em. Mã này các chị có phải là Q721 và cách số điện thoại cho em. Q721 nhá các chị nhá. Bộ lanh 59.000, ok, chốt hai bộ này. Chị Thanh Đặng, ok, em chốt đôi nàng Nguyệt Tròn có này. Chị Huyền Ngô có này, lanh size L, ok. Chị Anna Nguyễn lên số điện thoại cho em. Comment số điện thoại và kèm số điện thoại nhá. À quên, comment cho em xin mã hàng và số điện thoại. Còn mã này của em là quần thổ ngố cho em. Quần thổ ngố ạ. Cách số điện thoại cho em, mã này là Q721 nhá các chị nhá. Q721 mình lên đơn. Quần này á? Lấy chị rồi bộ lanh mặc chất không nhăn mà đường may cực đẹp à. Hàng lanh thì lanh hãng chị ơi, lanh hãng mà mọi người đang mua 200.000 ngoài đấy, giá ngoài đấy 200.000. Hôm trước em bán 100.000 mọi người đã bảo rẻ rồi, bây giờ em tặng mọi người 59.000 đồng tại vì nó lẻ sai đấy chị nhá, nó không còn hàng nữa thì em tặng nốt cho mọi người giá 59.000 đồng cắt mẫu ấy. Rồi quần này các chị comment là quần này là quần Q721 cho em, quần ngố thổ. Quần ngố thổ chốt đơn là em ơi, xem của chị quần này có mấy size đấy, mấy size? Chị vào trong phòng cái thay kìa. Vào trong phòng ấy kìa, có gương ở trong kìa. Quần này là Q721 đúng không? MLX luôn, ML á? MLX. Sợ MLX hay sai? Ba sai, MLX là hai sai đâu. 47 cân nhé các chị nhé, 47 cân đến tầm khoảng là 63 cân. Là các chị mình chốt quần này vừa cho em. Quần này quần ngố thổ ạ, giá 279.000. 279 đồng một quần. Mã quần là Q721 ạ. Q721 và kèm số điện thoại cho em. 279 các chị ơi nhé. 279.000 đồng. Này đẹp nhỉ. Đấy chạy, mặc con này thoải mái dã man luôn ý. Kiểu dáng quần bom bom cho em ý. Đấy chạy, quần của quần ngố ngố bom bom cho em đến đầu gối. Các chị lên cho em xin mã hàng và số điện thoại. Em có cái gì, toàn hàng đẹp thôi. Em có đeo kính phụ lai nhanh nhẹn. Đúng rồi chị Dương Thủy ơi. Đấy chứ ạ. Mã này các chị lên đơn hàng cho em là mã quần là Q721 các chị nhá. Q721 và cách số điện thoại cho em. 279 một quần. Quần này 279 và kèm số điện thoại cho em. Mặc thoải mái. Chất đẹp mát. Đi rể ra bóng. Ok chưa? Mặc với lại là áo kiểu ngắn ngắn thế này, kiểu ngắn ngắn crop top cho em này. Được chưa? Quần là Q721 cho em nhé, 279. Bộ len chất mát. Màu form đẹp này quá rẻ, em cảm ơn chị nhá. Chị Nguyễn Hoài ạ, chị Hà Phương chốt đơn ạ, áo sơ mi hoa. Sơ mi hoa thì mình còn mã nào nhỉ? Q721 ok chị. Rồi Q721 hàng Quảng Châu các chị nhá. Chị Đoàn Nguyên đã ok. Chị ơi theo em cái thích ngứa, thuốc ngứa. Em ơi thuốc ngứa để đâu? Chị Lê Đoàn ok chốt MK1 này, rượu Thu Trần có nhá. Chị Đoàn Huyền đây thuốc ngứa đi chị ơi, 65.000 hai tip nhá. Đấy chưa? 65.000 đồng hai tip các chị thấy không? Hôm trước tay em bị ngứa một tí này, chấm bây giờ nó dịu hẳn luôn các chị thấy không? Đấy chưa? Chỉ có loại này chấm một phát vào gọi là dịu hẳn luôn. Đấy, qua thuốc ngứa cho em chọn các chị mình 65.000 đồng hai tip thuốc ngứa. Bác nào lấy lên đơn. Cái này hàng của nội địa Trung các chị nhá. Thuốc ngứa hàng của nội địa Trung các chị comment cho em là thuốc ngứa và kèm theo số điện thoại ạ. Đấy chứ ạ, chị ngứa cho em, chị ngứa vào cách số điện thoại cho em 65.000, em tặng các chị mình 2 tip lấy kèm đơn hàng 65.000 đồng 2 tip cho em. Bộ lanh hay bộ xanh vàng ok chị luôn. Đây bây giờ các chị chốt thuốc ngứa, các chị lấy kèm đơn hàng ạ. Chị ngứa cho em được, chị ngứa 65.000 đồng 2 tip. Chị ngứa 65.000 đồng em tặng các chị mình 2 tip này luôn. Cực nhạy luôn,
vảy nến á sừng người nước ăn chân tay đấy chứ ạ, hoặc là hắc lào đang bên mình dùng cái loại này cho em ạ, cực tốt luôn mà nhạy lắm, nó nhạy lắm luôn ý. 65.000 hai tip, 3 bộ đây 45 cân. Sơ mi hoa thì mình có cái loại gì nhỉ? Em mới từ từ. Chị đã bảo em lấy đâu mà em đã chạy loang quăng rồi. Bây giờ lấy chị cái quần thể thao kìa, cái quần phi 093 á. Hoa lấy cái quần phi 090 đằng sau kia. 093 với 090 đưa đây cho em. Rồi ok, bác nào lấy bao nhiêu tip thì các chị cứ báo nhân viên nhá. Ok, tiếp ngứa hai tip này. À, chị ngứa chị Nguyễn Hòa này, quần thổ 721, ok chị Nga Nguyễn, hợp phương thị cốt MK7 này. Đấy chứ, thuốc ngứa các chị lịch đến bao nhiêu tiếp, các chị báo nhân viên của em nhé, báo nhân viên giúp em với. Chị ngứa cho em ạ, 65.000 đồng 2 tiếp. Chị ngứa và lên số điện thoại cho là các chị mình chốt đơn hàng, 65.000 đồng 2 tiếp chị ngứa. Lấy lên đơn cho em cũng áo hàng Meiji, còn sót 2 chiếc nhé các chị nhá. Chuẩn mộc hết hàng chị ơi, chuẩn mộc hết. Bây giờ có cái chị ngứa này này. Có cái chị ngứa. Đây mã này các chị comment là mã MK9 cho em. Con này còn 2 chiếc. À MK8 à. MK8 còn 2 chiếc, xả nốt 200 một cái. Thì chị ạ, xả nốt con này 200.000 một cái nhá. Mã MK9 cho em. Không, mặc được. Cái áo em mặc á? Cái đen á. Cũng như cái chị đang mặc em. Mã này MK9 cho em, MK9, à MK8, xả 200 các chị nhá. MK8 xả 200.000, cái này còn đúng hai cái màu đen nên bác nào lấy lên đơn luôn cho em mã MK8. MK8 áo Meiji em sale 200 một cái, còn đúng hai chiếc màu đen. Đây con này còn hai cái đen này. Chị nào lấy lên đơn nhá. Được chưa? Còn hai cái màu đen luôn. Bác nào lấy đơn hàng cho em là mã MK8 200.000. Thôi hết này. Hết nha, chốt hết rồi. Tiếp theo con MK9 này cho em một con áo hàng Meiji tiếp theo. Một con Meiji, ô cái này có cả màu hồng này. Đấy, mắc vào cho em cái. Tiếp theo một con áo kiểu dáng ngắn ngắn các chị nhá. MK8 không nhận đơn nhá, còn đúng hai chiếc em hết hàng thôi. Lên bộ đồ không nghe chị buồn ngủ quá. Ơ, chiều không ngủ sớm đi, tối còn xem like. Còn sớm này đã đi ngủ rồi. Bảo sao số lại cứ tăng. Nhớ nhá, ngày mai nhá, ngủ buổi chiều ngủ tầm 3-4 tiếng đi. Để buổi tối xem like 12 giờ đêm. Chị ạ. Đấy, ngủ thì không được, mà không ngủ thì buồn. Thì buồn ngủ mà bây giờ ngủ là bỏ lỡ. Đây. Hết rồi má ơi, khách chốt hết rồi. Hết rồi. Không lấy luôn hết. Đây tiếp theo mã này các chị lên đơn hàng là mã MK9. Nhưng mà hết rồi. Con lấy thì lấy luôn. Mã này MK9 cho em. MK9 lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Được chưa? Màu này có. Màu này là màu hồng tím các chị nhá, màu hồng tím cho em. Ừ ok. Cái này màu đây. Đây. Khổ. Ở đâu đấy? Cái thí bảo là em lấy nó 400.000 gì đấy, có lấy không? Em đọc bộ lấy đây kìa. Đây MK9 nhá. Ok chưa? MK9 cho em. Hôm nay chị đang cưới cũng ngủ được à? Nhà Loan có phụ like nhanh nhẹn quá đỉnh luôn, em cảm ơn à. Đấy thì ngày mai cái hàng lại làm cho chị nhá. Vai cho Huyền rồi gọi là phăng teo luôn. Đây mỗi này là răng ngắn cho em. Ôi cái đầu em tóc nó còn chưa khô hẳn cơ ấy. Mã này các chị lên đâu nào, chị làm mã MK9 nhá các chị nhá. MK9 ạ. Sale các bác luôn 210.000 con này đi, 210.000.
Ok chưa, còn có mấy cái thôi, 210.000. Các chị chọn cho em màu xanh này, chọn cho em màu hồng tím và chọn cho em màu đen nhá, có trắng không? Có quả trắng mà. Có quả trắng mà, lấy màu trắng ra em ơi. Đó, mã sản phẩm là MK9 ạ, à, kèm số điện thoại. Chiều nay đặt mấy mã mong gọi quá chị ơi. Áo nhà Loan quá xuất sắc, em cảm ơn nhá. Mã này các chị lên đâu nào? Nhà Loan mặc áo MK8 rẻ thế, chị mua 300 đó. Khách toàn bảo như em bán rẻ đúng không? Rẻ nhưng mà nó đẹp chị ơi, chứ không phải là như cái hàng. Nó cũng tương đương với cái hàng mà các chị đang mua ngoại trường hơn 300 ấy. Tại vì em bán like thì em bán rẻ thôi. Để mọi người cứ thử về xem chất nhá các chị nhá. Về xem chất của em mã MK9. Em ở Tuyên Quang, chị Trần Mường ơi. Em ở Tuyên Quang nhá. Mã sản phẩm là MK9 cho em. Con này mặc với lại là cái quần cái quần trắng, đưa cái quần trắng đây cho em. Rồi, ôi mặc cục nét luôn. Em chỉ sợ lên quần đấy nhiều ngày mai không đủ hàng chốt cho khách thôi. Mã là MK9, màu nãy em mặc là màu kiểu màu hồng tím ấy. Màu hồng tím cho em. Nào, bây giờ mặc cái quần này gọi là cục nét luôn các chị nhá. Mặc cái con quần này thì gọi là hết nước chấm. Hết nước chấm luôn. Hằng ơi, em vừa phải thôi nhá. Đây có bình tĩnh đây, có dám không bình tĩnh đâu. Hả? Chưa thử khỏi một chân nó đã cầm một chân nó lôi lấy quần nữa. Đây này, hàng mang đây. Mặc với lại áo này với quần này thì cực nét luôn. Các chị nhá, mã này các bác lên cho là mã MK9 ạ. MK9 mà kèm số điện thoại cho em. Áo này tầm 55 cân thôi. Áo này tầm 55 cân, dáng ngắn cho em, dáng có lớp tốt các chị nhá, dáng có lớp tốt cho em. Hồng tím này, màu trắng, màu xanh, màu đen. Hồng tím, trắng, xanh, đen. Các chị lên đâu nào? Mã này em sale 201 các chị nhá, MK9. 57 cân thì mặc hơi chật đấy chị ơi. Chật thì không chật nhưng mà em sợ nó ngắn quá. Đấy, bác nào thích ngắn thì các bác phải chốt mẫu này luôn cho em nhá. MK9, 210.000. Màu này không phải là màu đỏ đâu, bên ngoài cũng là màu hồng đậm đấy. Màu hồng tím ấy. Của công sở em vậy, em có chị Loan Mai ơi, chị Hào Huế, Trần Thị Huế, ok em chốt đơn. Tiệm hoàng có này, Lily. Mã hàng là MK9. Để cho chuyển mã em. Tiếp theo con này là cổ tim cho em này. Lên mã cổ tim luôn nhá. Mã MK10 cho em. Đây cổ tim chưa dở ra. Con này là MK10 nè. Tiếp theo một con Meji của mã MK10. Chặn một con áo Meji của mã MK10. Dáng này thì các chị thoải mái dưới 65 cân này. Thoải mái dưới 65 cân, mã MK10. Chị lấy thêm hai bộ lanh nữa mai chốt cho chị đấy nhé. Ok chị Đỗ Hiền có, chị Tiết Tạng ok chốt đơn. Rồi mã MK10, con này là cổ tim nhé các chị nhá. Hàng theo này. Cổ tim theo. Chị em mình chọn cho màu xanh nhá. Chọn màu xanh này, chọn cho em màu nâu này, màu vàng này, màu đỏ cho em và màu đen. Ôi nhiều màu thế nhỉ. Nhiều màu thế mà toàn màu đẹp thôi mọi người ơi. Mã MK10 cho em. Em lấy thử màu đỏ luôn nhá. Đỏ đậm các chị này. Đỏ đậm đỏ đô ấy. Mặc với cái quần thổ ấy cho đẹp à? Muốn rồi. Ra đây đứng giúp khách em xem tí. Thôi chị xấu lắm. Đây ạ, à, mã này là mã MK10 cho em. MK10 kèm cho số điện thoại ạ. À. Đủ màu các chị nhé, có ảnh ngoài đấy. Các cái thúy em tưởng nó về Thái Nguyên đấy chị. Rồi các chị ơi. Đẹp nhờ. Quay đây, quay cái đấy. Mà cái gì đẹp. Màu đấy đẹp nhờ. Màu đẹp chứ. Thúy mua cho chị cái màu kia đi. Đây nhờ. Đó này này, 65 cân thoải mái. Thì chắc 40 cân đến 65 cân các chị chốt đơn hàng nhá. Áo này là 22. Màu quần đang mặc là màu mẫu quần đang mặc là mẫu Q069 nhá chị Malatina ơi. Quần Q069. Quần áo em mặc là mã MK10 nhá. Con này là 220.000 hàng Meiji. Đây mình chọn cho em màu ạ. Ok chị, mình chọn màu em, toàn bộ hàng đẹp luôn. 220.000 dưới 65 cân mã em chốt đơn. Em mặc là đỏ đô các chị nhá, màu đỏ đô cho em. Lên mã hàng sẽ là MK10, chọn màu, được chưa? Chọn màu giúp em. Quần bò cọc vừa rồi. À,
bao cọc vừa rồi là mã Q mã bao nhiêu nhỉ? 721 á. Chị Malatina có size vừa đấy, lấy đi cái quần bò vừa xong bò cọc ấy, là mã Q721 đấy chị nhá. Là 279. Quần em đang mặc là mã Q069 chị ơi. Chị Toàn Nguyễn chốt MK10 này. Mã này MK10 các chị em mình chọn màu nhá. MK10 em mặc là đỏ đô. Đấy chị ạ, màu đỏ. Mã này là một size đấy chị ơi, co giãn thoải mái đến 65 cân. Đấy chị ạ, giãn theo chiều cơ thể chị em mình luôn. Đây này, của nó không phải là dạng ngắn nhá, chị em mình ai cũng mặc được. Đi giá này em cũng mặc được luôn cho em. MK10 và lên số điện thoại chị em mình chốt đơn hàng. 100 ạ. 100 à quên, 220.000 một áo. 220. Đây ạ, màu bò này. Ok, chợ màu bò. MK10 chất có đanh lắm các chị ơi. Đấy, 220.000. MK10 220. Màu nào cũng xinh này các chị ơi. Cái chữ này là cái viền là chữ thêu cho em nhá, viền là chữ thêu. 220.000 các chị lên đơn ạ, MK10 ạ. À, cho em số điện thoại của Loan đi, em không chốt đơn hàng chị ơi. Em không chốt đơn các chị ơi. Nên các chị gọi vào số nhân viên thôi em mới nhá. Còn em cũng không gọi chốt đơn hàng đâu, tại vì em like này là em chỉ like thôi, em nguyên like thôi, em không chốt đơn. Các chị gọi cho số nhân viên để chốt nhá. Quần em mặc có đen mà chị có 4 màu luôn ấy. Quần em mặc 4 màu. Quần em mặc đâu rồi lại cho các tranh một. Quần em mặc có 4 màu nhá. 4 màu là đen, nâu, trắng và xanh. Đen, nâu, trắng, xanh là 4 màu. Quần áo em mặc là mã MK10 ạ. Kèm theo số điện thoại cho em. Đây chị ơi, quần đây, hàng đứng rơi cho chị nhá. Đấy, mọi người đang hỏi hàng rất nhiều luôn. Còn kiếm đâu được, em cũng like mà nó nhanh nhẹn thế. Đây, 4 màu em. Đây, trắng này. Ô, số nâu, số nâu em. Chị đang mặc quần em màu trắng. Ngoài, cho em có màu nâu khác. Chị Nguyễn Nam ok, quần là em đủ size nhé, SMLX. Đấy, chị Ngọc Hiền có, chị Đoàn Huyền có, chị Dương Duyên ok, em chốt đơn. Chị Nguyễn Năm có này, áo thì đủ màu luôn các chị ơi. Mỗi em mặc là màu bò, các chị nhắc màu vàng bò này. Đây màu đen đây, bác nào chốt đen lên đơn nhá. Đấy, chị nào béo không thích màu sáng, các chị lấy màu tối này cho em, đưa lấy màu đen này. Đấy, những cái tông màu là cực kỳ là xa mà cổ tim. Cái viền nó chỉ theo một chút thôi. Đấy chị ạ, không họa tiết cầu kỳ luôn. Đấy chị ạ, chữ theo là cực nét luôn, hàng đẹp các chị nhá, 220.000 một áo. Rồi bác nào chốt màu nào lên màu đấy, bây giờ lên thử các chị màu xanh luôn. Quần là 119.000, còn áo là 220. Áo cho 220.000 các chị nhá. Cổ không bọc viền hết cho em. Để chị ạ, cổ không bọc viền hết cho em, các chị lên đơn. Để chị ạ, lên mã, cách số điện thoại cho em là mã áo là mã áo là A, áo MK. Áo là KM hay MK nhỉ? MK10 đúng không? MK10 ạ. MK10 và kèm theo số điện thoại cho em ạ. Số điện thoại của nhân viên ở trên ảnh bìa chị ơi. Ở trên ảnh bìa cho em. Đấy, số điện thoại nhân viên ở trên trang bìa nhá các chị nhá. Và tham khảo giúp em với. Tất cả các số điện thoại của nhân viên mà từng bạn, từng số và từng tên của nhân viên em để trên ảnh bìa rồi. Các chị gọi bằng nghe. Đấy, các chị gọi bằng nghe thôi. Đây màu xanh đây. Dạ, rất là thoải mái luôn, dễ chịu những cái chất này các chị ơi. MK10 cho em. Chọn màu ạ, chị Thế Hoàng ok, em chốt đơn ạ. Chị Nguyễn Thị Huyền có này. Quần là 119.000 đồng chị ơi. Quần 119, nào chuyển mẫu em ơi. Mơ nữa. Đấy, dâu lại màu khách hàng xem luôn. Đây nâu các chị này, nâu xanh này, trắng và đen. À trắng và đen và trắng. Đấy, cho mã quần là Q069 các chị nhá. Q069 và kèm số điện thoại. Nào chuyển mẫu em ơi. Quần 65 cân, mã quần này các chị mặc không vừa. Nếu mà vừa thì vẫn vừa, nhưng mà em sợ nó hơi bị kích. Đấy chạm, quần này bình thường chốt đến 62 cân là cùng thôi. Đấy, quần này Q069 ý, chốt đến 62 cân thôi. Tại vì đã, nếu mà quần này mình mặc phải có độ rộng rộng cho một chút thì nó mới đẹp. Chứ còn ôm sát quá này, nó sẽ xấu. Đấy các chị thấy không? Ôm sát quá nó xấu. Đấy mình mặc thụ thụ cho em một chút như này. Quần là Q069 nhá. À, không thì lấy quần này cho em. Lấy quần này cho em này. Quần này là mã Q93. Q93 kèm số điện thoại ạ. Chị mặc con S liệu có hợp lý không em? S là mặc size M đấy. Chị mặc hết à? Vâng. Màu trắng màu này không còn size M đâu. Để size à? Để size. Còn hai màu này thì có đủ thôi. Thế thì cái quần này em lẻ size ấy chị nhá. Quần này lẻ size này là Q093, màu vàng đủ size. Còn các màu khác thì đa số là nó lẻ size rồi. Các chị lên mã quần này cho em là Q93 kèm số điện thoại. Dạ, quần thể thao. Quần thể thao, quần đấy bo gấu cho em này. Đó, mã quần là Q93 và cách số điện thoại cho em, các chị mình chốt đơn. Một 110.000 một quần đi chị ơi, 110.000.
110.000 cái quần này Q093 cho em, Q93 kèm theo số điện thoại ạ. Này đây màu nâu quá chị nhá. Quần này bo gấu để chặn dây chun cho em như này. À, cái màu nâu này còn S với lại LXL đúng không? SL, XL hết size M nhá. Thế thì lấy cho chị cái size L. Tìm em cái size L màu nâu cũng được. Đây trắng. Trắng đủ size không? Trắng cũng lẻ thôi. Trắng cũng lẻ size đúng không? Đó các chị này. Dưới 60 cân em chốt đơn các chị yêu nhá. Quần này 110.000 một quần. Q93 và kèm số điện thoại cho em chốt dưới 60 cân. Q93 chốt dưới 60 cân ạ. Để các chị mình chốt đơn hàng cho em mã này ạ. Em thử các chị xem cái màu trắng của nó luôn này. Có trắng mở. Là cũng được mà. Vậy là nó cũng không nhìn nó như bao nhiêu ấy. Dưới 60 cân mình chốt đơn mã này cho quần Q93 cho em nhá. Q93 khách số điện thoại dưới 60 cân. Dưới 60 cân đổ với em chốt đơn hàng các chị ơi, 110.000 một quần cho em. 110.000 mã Q93 kèm theo số điện thoại các chị ước Q không tàu chính từ mẫn giờ. Đây. Các chị này. Chất xuống lắm luôn, cho các chị xem gần các chị nhá. Ok chị ạ, 110.000 về các chị không thể nào tin nổi mắt mình luôn ý. Để chất của nó quá đẹp. Để chạm chất của nó quá đẹp luôn, 110.000 một quần các chị lên đô nàng nhá, bo gấu cho em này. Ok chị ạ, quần bo gấu á, lên mã sản phẩm cho em là Q93, em đứng trên giờ. Bốn màu. Này cho em. Quần này của em là quần bo gấu chị nhá. Quần bo gấu mã Q93 đủ màu. Size số của nó hầu như là hết size M ấy. Thì riêng cái màu vàng có đủ size, còn các màu khác thì còn SL và XL các chị nhá. Thì các chị cứ dưới 60 cân, từ 43 cân đến 60 cân đổ về em chốt đơn. 43 cân đến dưới 60 cân, lên đơn hàng chỉ là Q93 và kèm các số điện thoại ạ. Mã Q93 và cách số điện thoại các chị chọn thêm màu đen này. Q93 chọn cho em tông màu vàng. Và bên ngoài là vàng đậm đấy các chị ơi, không phải vàng chóe đâu. Không phải vàng chói đâu. Và bên ngoài là vàng đậm của vàng mơ ấy. Đó, Q93 màu vàng này. Q93 trên màu trắng ạ. Kèm theo số điện thoại cho em. Giá chốt các bác là 110.000. 110.000 đồng một quần các chị lên đơn hàng nhá. Mã Q93 và kèm số điện thoại ạ. Còn quần thể thao pha lúa em còn chị ơi. Chị Âu Lê có, chị Yến Nguyễn chốt đơn ạ. À, quần jean á, quần legging á, legging em có chị ơi. Legging có, mã quần em mặc là Q93. Q93 mình chọn màu chọn size vừa cho em nhé. Q93 chọn màu chọn size vừa, 110.000. Chốt đơn trực tiếp của em với. Đó, Q93 thì Trần Mừng có này. Khách cũ á, em thấy chị là khách mới sao? Chị Mai Dung Phạm Thị. Chị là khách mới sao? Em thấy cái hình logo của nó là hình khách khách mới đúng không? Hay là chị đổi nick? Hồng Ánh Nguyệt có, chị Viên Phạm chốt đơn lên số điện thoại giúp em nhé. Chuyển mẫu nào. Thêm em một cái quần bò thổ đi. Bò thổ đây. 823 nhé. Mở. Lên cho mã quần bò thổ mã Q823 cho em. Q823 và cách số điện thoại cho em các chị lên đơn hàng này. Quần bò thổ thì mã này Q823 thì có M với L. Hai size ML. Các chị lên đơn hàng mẫu này cho em. Mã quần là Q823. Lên mã và kèm theo số điện thoại cho em các chị mình chốt đơn hàng. Bò thổ các bác nhá. Ok dạng thổ này, xịn sò luôn. Mã này có ML 2 size, ML 2 size. Lên mã và kèm số điện thoại ạ. Lấy cho cái áo như chị ấy đang mặc. Có quay. Nó lại về chịu quá giáo viên dạy nên là nó không lấy đồ nhà mà nó không muốn mua nữa. Em mua đây. Có màu trắng không? Quần này của em là quần bò thổ các bác nhá. Có màu trắng này.
áo em mặc có bán chị ơi. Có một con á. Con đấy là mã gì, lên mua mã đấy đi. Cái hồng này còn hàng không? Còn ít á. Xanh ngọc nhá. Đây là một xanh ngọc luôn. Xanh ngọc mọi người chốt nhiều. Có một con. Giờ các kiểu của em cái. Con này phải luồn dây thì mới thôi. Áo thì có ML các chị nhá. Con này của em là áo đũi. Quần là mã Q823 các chị ơi, 289.000. Quần là 289. Áo là mã bao nhiêu nhỉ? Quần thì mò thổ chị Lục Dương ơi, comment của em là quần Q823 nhá, có ML 2 size thôi. Đúng không? Có X không? Quần này hết XL đúng không? ML 2 size 48 cân, 47 48 cân cho đến tầm khoảng 60 cân đổ về em xuất đơn nhá. Quần này dưới 60 cân cho em. Quần là Q823 và kèm cái số điện thoại ạ. Dạ, quần là Q823, áo này là áo đũi cho em, áo đũi là 139.000. Q823 các chị ơi lấy đi, lấy cả set này cho em này, áo là 139 nhá. Các chị mình chọn màu và em có hai size là size M với size L. Ok chị, hai size là size M với size L, em có màu trắng các chị này. Được chưa? Áo em mặc là mã MK mấy? MK11 đúng không? MK11 chọn cho em màu trắng. MK11 cho em màu xanh lá. Áo đũi rất là mát luôn, các chị mặc cái quần bò thổ này cũng đẹp này. Đó, mặc cực thích luôn, nhẹ tênh. Được chưa? Comment cho em xin mã hàng và số điện thoại. Con này là áo chất đũi nhá chị nhá. Chất đũi lụa ấy, nó rất là mềm. Áo là mã MK11, còn quần là Q823. Quần Q823 là 289 đồng cho một quần bò thổ. Các chị này mặc nhẹ tay luôn, dáng Becky nhá. Còn mã em mặc là mã MK11, các chị cho em là hồng đậm này, các chị này. Hồng đậm này, màu đen này. Em mặc là xanh ngọc nhá, có đây là xanh dương này với màu hồng nhạt. Xanh dương với hồng nhạt cho em, chọn màu ạ, chọn màu chọn size. Và áo này em có hai size là size M với size L. 139.000 đồng một áo. Áo là 139 là mã MK11. Áo không vàng đầu lai á. Đó là cái mã lẻ MK1 chị ơi. Mã này là mã MK1 đầu lai. Còn mã này là MK11 cho em. MK11 và cách của điện thoại cho là các chị mình chốt đơn hàng. Em ơi em thấy luôn, mặc cái áo này gọi là nó cứ nhẹ tênh luôn. Trời ơi thời tiết này mặc cái này gọi là mát dã man luôn ấy. Chất này, mặc gọi là nhẹ tênh nhưng không mặc luôn các bác ạ. À, chị Bạch Đinh chốt MK11, chị Lan Yêu có này, chị Kim Ngân Vương có, Đặng Hà Đặng Thái ok em chốt đơn. Quần em mặc là quần thổ các chị nhá, quần bò thổ cho em, quần áo là MK11. Em mặc là xanh ngọc đấy ạ. Em mặc là màu xanh ngọc. Cái mã này mình chốt là có 10 màu đúng không? 10 hay 11 màu ấy, bây giờ là em còn 3 6 7 màu. Bây giờ là còn 7 màu, cũng chốt là có 10 màu nhưng có một số là màu hết. Bây giờ em các chị chọn cho em những cái màu này đấy chị nhá, chọn cho em những cái màu này cho em. Lên mã lên đơn cho là MK11 cho em 139.000. MK11 là 139.000 đồng một áo. Các chị mình chọn màu chọn size vừa cho em. Chọn màu chọn size vừa các chị mình lên đâu nào. Cứ để vừa lấy thua cho em này. MK11 cho em. Tiếp theo chị ơi, lên cho em một cái mã kia cái phong đấy, đây cái phong xanh đấy. Còn cái gì đấy? Rồi, lên cho em MK12. Mã này của em là không chịu nổi các chị nhá, không chịu nổi mã MK12 kèm số điện thoại ạ. MK12 kèm theo số điện thoại cho em. Chị Nguyễn Thủy lấy số điện thoại, chị Nguyễn Hồng Nghĩ ok này, chị Ngô Huệ có, Nguyễn Huyền. MK10 á, MK10 là mẫu nào nhỉ? MK10 là cái nào? Đây ạ, mã này các chị lên đơn hàng cho em có ML 2 size chị nhá, ML 2 size. À, có trắng này và có xanh, đa số là có trắng, có xanh, nâu, còn ít nhá. Có phải kia không? Kia có phải không? Phải đúng không? Đấy, nâu có cả ML mà. Nâu ML đúng không? Còn 3 màu đúng không? Mã này có 3 màu luôn này, trắng, xanh và nâu các chị nhá, 3 màu. Mã sản phẩm là MK12. MK11 em qua mẫu này, mai mình để lại con này mặc đi. Chất nhẹ lắm. Mát. Mặc quần short có sướng. 4 màu nó có cả đen nhỉ? Đen đỏ. Đỏ đen. Đây là có lốp tốt cho em.
Đen còn đúng 2 con đúng không? Đen còn 2 con, đỏ còn 1. Con này là 149.000 đồng luôn. Mã này là 149.000 đồng một áo. Các chị lên đâu nào? Chứ là mã này là MK12. Ok chị ạ, MK12 và kèm theo số điện thoại ạ. Đây mã này MK12, các chị chọn màu với size ấy chị nhá. Có 2 size là size M với size L, có thể phông chữ nổi. Em tặng lốt mọi người là 149.000. Đây có cả màu trắng với màu nâu nữa. Trắng với nâu 2 màu nữa cho em. Còn màu đen, màu đỏ thì em còn mỗi màu em còn 1-2 chiếc thôi. Đen mới là màu đỏ mận ấy. Còn mỗi màu 2 chiếc em tặng lốt mọi người là 149.000 một áo. Dán này dán cũng là dán crop top cho em này. Dán crop top, các chị lên đâu nào sẽ là MK12 đấy chị nhá. MK12 là 149.000 đồng một áo. Mình chọn màu cho em được ba lỗ thích thế. Ba lỗ nào? À cái áo cổ Đức đúng không? Rồi ok, con đấy mặc nhẹ lắm. Các chị đấy thử mặc dưới 60 cân nhá các chị nhá. Mã này cũng dưới 60 cân này. 40 cân đến dưới 60 cân em chốt đơn. Từ 40 cân đến 60 cân đổ với em chốt đơn hàng. Mã hàng chưa là MK12. Các chị này, toàn phong xịn thôi, 149.000 đồng nốt cho mọi người. Phong chữ nổi các chị nhá, phong chữ nổi mã MK12. Quần bò Q822 là mã nào? Q823 ấy chị ơi. Mã áo là quần là Q823 em đang mặc. Đây. Chị nào thích của lốp tốt các chị mặc mẫu này luôn cho em. Đó, em có màu trắng này, màu đỏ, màu trắng, màu đen và màu xanh. À, trắng, xanh và tông màu nâu cây. Trắng, xanh với nâu cây các chị lên đơn hàng nhé. Mã này là MK12 149.000. Thì mã này các chị từ 40 60 cân này em có size các chị mình vừa. Thì chị ạ, 40 cân đến 60 cân là các chị mình chốt đơn hàng ạ. Mã lên đơn cho là MK12 149. Đầu không kịp sấy cái tóc luôn. Đấy, chồng đang hắt hơi hơi to ở ngoài rồi kìa. Hắt hơi hơi to. Đấy, MK12 cho em 149 các chị nhá. Chất thì bao đẹp luôn ạ. Bờ thổ này 289.000 chị ơi. Đấy các chị này, màu này là màu nâu cho em các chị nhá, màu nâu này. Các chị nhìn chất này, xinh ơi là xinh luôn, cổ bọc viền cho em nhá. MK12 149.000 đồng một áo. Đến khổ với em loan mẫu mới cứ cập nhật liên tục. Chị ơi biết làm thế nào em khổ lắm ấy chị ạ. 3 chị hào hào võ rồi lấy xỉ. Ok chị, lấy xỉ rồi lấy chỗ Zalo của nhân viên chút xỉu em nhá. Tiếp theo con này là áo điệu, lấy hộ chị size L, em size L đi. Lấy size L hàng ơi. Lấy size L cho chị hàng ơi. Đó là size M mình lên cân ạ. À? Này lên cân rồi. Mày cứ nghĩ là chị còn lúc 50 cân đi. Đây, A15 em còn ít nữa các chị nhá. Có thể A15 cho em. A15 mà kèm theo số điện thoại ạ. À? Quần là Q823. Tí nữa em vào phòng điều hòa em lai đổ bộ thôi, tại vì đứng ở ngoài này nóng lắm. Tí nữa vào phòng điều hòa lai đổ bộ sau. Bây giờ ở ngoài này là mẫu lẻ, em phải bắt buộc em đứng ở ngoài, thực ra thời tiết nó rất là nóng luôn. Nhưng ở ngoài này mẫu lẻ em ngại, bốc vào phòng lai kia nhá. Tí em vào phòng kia em lai đổ bộ sau. Giờ cam mua nè. Đây các chị ơi, 149.000 đồng cho các chị ngày hôm nay đi. Bán gọi là bán theo cảm xúc, bán theo cảm hứng luôn ý. Mã này em tặng lốt mọi người 149.000 đồng cắt mẫu luôn nhá. Mã hàng cho em là mã sổ giá hộ chị đi, 149.000 đồng luôn. Lên đơn hàng cho em là A15 kèm theo số điện thoại là các chị mình lên đơn các chị nhá. Con này của em nó sẽ là áo điệu này, chun cho em. Đấy chị ạ, chun tay và diện chun gấu. Ô màu vàng có ít đúng không? Vàng có ít không? Xanh. Xanh còn. Cái gì? Mặt thì phải quay về đây. Sao mặt quay bên kia? Cái gì để
phục kìa chị, cái túi nó được đi. Hàng hàng ra đi thôi các bạn. Mang máy tính đây em ơi. Cái túi mang máy tính ra. Chị mày mang túi ra, mang túi ra, túi to nhất của nhà mình đựng tiền em ơi. Đội A15, các chị chọn màu nhá, chọn màu chọn size vừa. Dạ bây giờ em chỉ còn ML 2 size, không còn XL đâu ạ. ML 2 size các chị 40 cân đến tầm 53, 54, 55 cân tùy chiều cao nhá. 40 cân đến 55 cân đổ về các chị chốt đơn hàng 149 này cho các chị hôm nay. Đó là áo chất tơ. Áo chất tơ cho em, cho chị đọc tiền cho. Dâu lên cho chị đọc tiền. Hoàn đọc tiền. Quần thổ 289, 290 đi. Từ khi ra đây chị. Chip 11 rồi, chip 11 còn nhá, chị Mến Trần Đỗ Hoa chốt đơn. Bây giờ em dơ lại màu nhá các chị nhá. 139. Dơ màu cho mọi người xem luôn. 139. Rồi mã này là 149 như đồng cho chị luôn này, 149 các chị mình chọn cho em màu nhá, chọn cho em màu xanh này. Để chọn cho em màu be này các chị ơi. Màu be rất là cái màu của nó hơi màu cam cam đào ấy. Đấy chị, em cứ gọi là màu be các chị nhá, các chị nhìn cho em màu này, màu be này. Để chặn màu nâu cho em. Mã hàng là A15 kèm theo số điện thoại. Em tặng nốt mọi người là 149.000 đồng cắt mẫu luôn. Và mã này em không có hàng nữa. Được chưa? Còn size nào em chốt nốt size đấy thôi. Còn size nào mình chốt nốt size đấy cho em. Mã sản phẩm là A15. Chọn cho màu đen. Đó, đỏ thì hết các chị nhá. Đỏ hết còn sót 1-2 cái màu đỏ thôi. Các chị lên mã sản phẩm là A15 kèm theo số điện thoại 149.000 đồng. Chị ơi giờ này không có ai trực máy của số Zalo đâu. Ngày mai chị ơi. Giờ này thì các bạn nhân viên chốt xỉ cho em, các bạn ấy nghỉ rồi, các bạn chỉ làm ban ngày thôi, buổi tối các bạn ấy không làm nhá. Buổi tối không chốt đơn xỉ đâu, chỉ có ban ngày thôi, vì thông cảm giúp em với. Nhà chị bán toàn đẹp hợp gu em đấy, nay mới biết đến là ok em yêu. Mã này là 149.000 đồng các chị chốt đi, còn 2 size ML nhá, 2 size ML. Đây mình chọn cho màu nâu, có cả màu nâu luôn này. Ok. Các chị chọn màu chọn size cho em, 149 vừa rẻ vừa đẹp luôn, mã này chất tơ mềm, bác nào đã mua các chị biết đấy. Chị đang mua các chị biết chất là đẹp mềm nhũn luôn. Được chưa ạ? Đó, lên mã lên đơn cho em là A15. Chị Mến Trần đặt lại hộ em đi chị Mến Trần ơi. Mã hàng là A15. Ô có cả trắng này, em còn chưa dơ màu trắng ra. Em còn chưa dơ màu trắng ra luôn ý. A15 cho em, các chị lên đơn nhá. Cách số điện thoại cho em các chị chốt đơn ạ. Chị Hồng Liên có này, đây có màu trắng này. Đây màu trắng đây. A15 cho em màu trắng. Bây giờ em bốc bây giờ bốc của chị mấy cái mã bộ vào phòng live đi. Vào phòng live bên kia thì chị bật điều hòa cho nó mát đi. Ngoài nóng thay đồ nó lâu lắm. Dồn đơn lúc chiều ok chị. Chị Hồng Liên, Nguyễn Huyền có này, Phạm Hồng Chiêm chốt đơn hàng. Các chị cứ chọn màu cho em thoải mái. Đó nói chung là còn 2 size ML thôi nhá. 2 size ML hợp Lương Thị chốt đơn hàng. Đâu áo nắng đâu. Áo nắng bây giờ cho mọi người hết là 259.000 đồng áo nắng 2 lớp nhá. Nắng ngắn 2 lớp ngắn cho em. Nắng 2 lớp của dáng ngắn. Bây giờ chị đưa cho em cái túi của nó luôn đi. Túi của áo nắng ngắn đi. Quần nhiều kiểu đấy chị ơi, quần nhiều kiểu lắm. Có quần pha lưới, quần pha lưới em có. Đây là áo nắng ngắn 2 lớp các chị này. Lên đâu nào chuyên là nắng ngắn và kèm theo số điện thoại. Mình chọn cho em size vừa các chị nhá, chọn size vừa. Em Thanh Nghi nốt là 259.000 một áo chống nắng 2 lớp. Nắng ngắn 2 lớp đến tầm 66 cân đổ về em chốt đơn, từ 40 cân đến 66 cân. 40 cân đến 66 cân. 40 cân đến 66 cân đổ về em chốt đơn hàng. Các chị chọn đây là nắng ngắn nhá. Hai lớp hàng thơm của La Loma. Đây. Để chặn nắng ngắn hàng thơm hàng cao cấp của La Loma, các chị lên đơn hàng cho em. Lên đơn hàng cho là nắng ngắn, chị nào chưa chốt được hôm nay nhanh tay, tại vì bây giờ còn có mấy chục cái thôi. Còn có mấy chục cái nắng ngắn thôi, các chị mình chốt nhanh, tại vì hàng này em không nhập hàng ở đâu, còn bao nhiêu cái em tặng nốt mọi người thôi. Đây là màu than các chị này. Nắng ngắn cho em màu than này. Nắng ngắn đây là màu xanh, là xanh coban các chị nhắc, xanh coban này. Màu xanh than cho em. Đồ màu đỏ bizan, màu đỏ bizan, tông màu xanh cổ vịt. Để chạm và tông màu ghi xám. Đây màu ghi xám cho em, chọn màu chọn size vừa đến 66 cân nhá. 40 cân đến 66 cân đổ với em chốt đơn. Em tặng các chị nốt là 259.000 đồng một bộ, à một áo. A1 và A15 con nữa thì chốt cho chị ok. Còn nữa chị ơi, còn bây giờ còn ở cửa hàng em thôi chứ bây giờ để mà nhập nữa em không có đâu. Bây giờ còn bao nhiêu ở cửa hàng thì các chị mình lấy số lượng như nào thì em còn thì em sẽ báo luôn. Chị Ngọc Linh có, chị Hồ Ngân có, chị Nguyễn luôn ok em chốt đơn hàng, nhưng mà cố gắng chốt trong vòng buổi sáng mai nhá, tại vì em nghĩ là đến tầm giờ chiều mai là không còn hàng luôn ạ. Chị Hoàng Mỹ chốt đơn A12 màu xanh này. Mã này là nắng ngắn nhá các chị ơi, nắng ngắn là giá chốt đơn chốt sale mọi người là 259.000 đồng một áo.
Ok chị ạ, thơm, ôi là thơm luôn, nắng khử mùi cho em. Nắng khử mùi và toàn bộ nắng quả hương thơm dập nó không hết mùi. Đó, đủ size, nói chung là có màu thì lẻ size, có màu thì đủ size nhá chị nhá. Tại vì em hết hàng, không có hàng nữa. Thế chị ạ, không có hàng nhập nữa luôn, hàng 2 lớp thì em bây giờ em tặng mọi người đó là 259.000. Áo em mặc là A15 còn hàng chị Lê Hằng ơi. Còn hàng không chị Lê Hằng ơi. Chị em là Lê Hằng à em? Em là Trần Hằng cơ mà. Rồi, nắng ngắn cho em các chị. Nắng nam á, nắng nam xem còn sót tí nào không? Chứ kìa, hình như nắng nam còn mấy cái kìa. Nắng nam em thanh lý lớp mọi người là 200.000 nhưng mà còn mấy cái thôi. Đây là nắng ngắn của nữ cho em. 2 lớp, 66 cân đổ về em chốt đơn. Còn 3 cái nắng nam cái kia. Cái kia nắng dài nữ chưa? Nắng dài nữ thì điểm này chỗ. Em lấy mà, em lấy 2 chỗ. Được chưa? Nắng La Loma 2 lớp cho em các chị lên đơn hàng nhé, 259.000 đồng. Áo vàng em mặc là A15. Được chưa? Áo vàng em mặc là A15. Các chị ơi từ từ tí em thanh lý hết những cái bộ hàng Quảng Châu nhá. Cái mẫu nào ví dụ như cái bộ nào nó còn 1-2 bộ thì em bán xả nốt. Còn mẫu nào em có số lượng thì em cũng bán giảm cho mọi người, đúng không ạ? Rồi mọi người chọn cho em hàng cái mẫu này nắng ngắn cho em. Tất cả đều là hàng La Loma 2 lớp, hàng thơm cho em các chị lên đơn. Cách số điện thoại cho em. Để chạy xanh coba này, xanh xanh cổ vịt này, màu đỏ bia này, màu xanh than với tông màu ghi. Còn màu xanh Nhật Bản em hết hàng các chị nhá. Xanh Nhật Bản hết hàng. Các chị lên mã hàng mà kèm vào số điện thoại cho là các chị mình lên đơn. Quần em mặc là Q823. Quần em mặc là Q823. Bây giờ bộ đấy chị lên mã hộ cho em. Nắng nhà Loan mặc sướng phê, em cảm ơn chị. Nó thơm ơi là thơm luôn ý. Em bị nghiện cái bộ áo nắng luôn mọi người ạ. Em không biết các chị thế nào. Xanh Nhật Bản hết hàng rồi chị. Xanh Nhật Bản hình như còn sót 1 hay 2 cái thôi. Hết sạch luôn. 1.000 áo em bán trong vòng gần 3 ngày em hết. Các chị ạ, áo nắng ấy. Tại vì giá em bạn chạy số lượng và giá này em thanh lý cho mọi người rồi. Chị Hồ Ngân ok chốt A15 size L một giá sóc bò. Chị Anh Phùng có ạ. Sóc bò cái mã có mấy mã em còn hàng đấy. Em bộ này bộ đi o cho em này. Để chạy xuất sắc luôn. Bộ này thì có SML 3 size nhá. SM. Còn SM thôi à? Bộ này thì còn size S và size M thôi. Còn size S và size M các chị nhá. Quần là quần lụa và áo cốt tông. Quần lụa và áo cốt tông các chị lên đơn hàng ạ. Mã này là mã thôi bây giờ đi vào phòng kia bán đi. Nắng lắm. Bây giờ mặc đồ trắng mà mặc nó toát mồ hôi này em sợ nó hỏng quần áo ấy. Bây giờ đợi em một chút nhá, em vào 30 giây. Các chị đợi em 30 giây nhá. Nào nhấp cái này vào đi. Nhấp cái cây này vào đi. Giờ các chị đợi em 30 giây nha, em lên luôn. Chưa bật điều hòa lên à? Tắt đi. Không lắp thêm không tài nổi, nó nắng quá, không điện quá tải. Rồi, đấy vào trong này nó tỉnh táo cái con người em bán các chị đồ bộ nhá. Đấy, sáng sủa thế này mà không cần phải bật điện bật tiếp gì luôn ấy. Nhật Bản á? Hình như là còn có 1-2 cái treo đằng sau thôi là em hết rồi. Nhật Bản em còn hàng ở đâu? Sóc bò thì ở trong này có này. Sóc bò trong này có này. Đó, đợi một tí cho nó thoải mái đã các bác nha. Cái điện thoại của em đâu nhỉ? Rồi bác nào chốt nắng ngắn cứ lên đơn. Lên bông tôi ghi cho em về rất nhiều rồi ạ. Nắng ngắn xanh coban có luôn chị Sui ơi. Có áo thun đá cổ tròn bao gấu đi em. Có luôn chị ơi. Thun đá cổ tròn bao gấu đợi em một tí. Một mã bộ này luôn nhé các chị nhá. Một mã bộ luôn này. Bộ Dior đúng không? Đây. Lên bộ Dior là mã bao nhiêu em? Size bộ này em có size S với size M các chị nhá. Có SM 2 size. Mã MK bao nhiêu? MK 11. MK không phải. À MK 13 nhỉ. MK 13 em đánh chị bây giờ đấy mà. À con này
150.000. Thì em còn hai màu là màu em gọi là màu trắng các chị nhá, màu trắng và tông màu đen. Áo em vừa bọc xong cái A15 ấy, nó là 149.000 đồng chốt sale các chị nhá. Còn mã này các chị lên đơn hàng cho em là mã gì? Này, các chị ơi, 150.000 mã MK13. Ok chị ạ, mã sản phẩm là MK13 và kèm số điện thoại. 150.000. Mã này sẽ ép cho được các chị tầm 50, 51, 52 cân. Có size M cho các chị tầm 56, 57 cân đổ về. Size M cho đến 56, 57 cân em có hai màu là màu đen và màu trắng. Bộ này là bộ phông áo phông để chạm vào quần lụa. Chị Hiếu Nguyễn em nhìn thấy chị nhá. Nắng dài em có chị ơi. Báo hàng lấy luôn áo chống nắng dài của mẫu chị em. Có hai màu ấy. Đây. Các chị nhìn bộ cho em này, quần lụa mặc nghệ tênh luôn. Đó, các chị lên đơn hàng chuyên là mã MK13. Em tặng nốt mọi người là 150 ở bộ các chị nhá, 150.000. 150.000 mã MK13. Áo nắng dài em có chị ơi, Mai Thanh nhá. Đây ạ. Đây màu đen. Màu đen mà trong màu trắng hai màu cho em mã hàng là MK13 mà kèm theo số điện thoại. 150.000 đồng các chị ơi, 150.000 đồng mã MK13. Hàng của em chỗ là hàng 28. Hàng 280 bây giờ tặng cho các chị đốt là 150.000. Ok chị ạ, lên đơn hàng cho là MK13 và kèm theo số điện thoại này. Đấy chị ạ, quần bộ này mặc siêu tích luôn. Đó, comment cho em xin mã hàng với số điện thoại cho là các chị mình chốt đơn nhá. Đấy, ối giời, bộ đẹp quá mà không có size vừa. Bây giờ là bộ này lẻ size chị ơi, nó không có size L ấy, nó chỉ còn SM 2 size thôi. Chị Trang Nguyễn có, chị Hương Hồ chốt đơn ạ, Phan Thị Nguyệt. Cái quần này quần lụa mặc nhẹ lắm các chị ơi. Này, mặc nhẹ tây luôn, siêu mát luôn, không bị nóng bí. Và áo của em chất cốt tông, chữ là chữ thêu cho em nhá. Chữ thêu cổ phong mộc Việt. Đấy chị ạ, hai màu các chị lấy luôn cả hai bộ hai màu đi. Đấy chị ạ, là trước 280 một bộ, bây giờ các chị mua là 150 một bộ thì tính ra là 300.000 các chị mua được hơn. Nói chung là các chị mua, ví dụ như là trước các chị mua gần, bây giờ là gần như là mua 1 tặng 2 ý. Đấy, mua 1 tặng 1 ý. Vì giá cũ của nó là bao nhiêu tiền? Giá cũ là 280 mà. Bây giờ em tặng cho các chị nốt là 150.000 một bộ luôn. Ok chưa ạ? Nó còn ít của size S và size M các chị nhá. Lên đơn hàng cho em là MK13, 150.000. Chị Nguyễn Thị Nhài, chị Hạnh Thúy, Trần Thị Hằng chốt đơn hàng nhá. MK13, cách số điện thoại cho em. Rồi, tiếp theo cho em ạ, mã MK14, một con mã chữ C cho em nhìn thế này. Các chị nhìn hàng này, để chị ạ, toàn bộ VIP cho em. Rồi, xả nốt mọi người nốt là 150.000, mã MK14. Các chị lấy luôn đi ạ. Áo bao gấu vừa qua là mã A15 chị ơi. Bao gấu vừa xong là mã A15. Tiếp theo bộ này là các chị comment là mã MK14. Kể theo số điện thoại. Có cả nâu luôn này. Đây chị ạ, MK14 ạ, cũng SM em. SML. MK14 có size gì chị nào? MK14 có size gì nhá mình ạ? SM luôn. SM đúng không? Đây chị ạ, có S có M. Đây chị ạ, bộ này thì có SM 2 size. Mã hàng là MK14. MK14 và cộng theo số điện thoại. Nhận được áo quần đùi trắng rồi, đẹp lắm em ạ, em cảm ơn chị nhá. Đây chị này, xinh lắm luôn, em thề luôn, cái chất này nó mát lị luôn ấy, sờ nó mướt tay. Các chị mình bóc hàng, nhận hàng kiểm tra trước cho em rồi hãng lấy các chị nhá. Em bao chất đẹp luôn, hàng 28 bây giờ em tặng cho mọi người có 150.000 thôi. Em thanh lý hàng hè các chị này. Đây bộ này là MK14 cho em. Mã sản phẩm là MK14 cho em, hàng 28 mình sản lúc các chị cũng 150.000. Đấy chưa ạ, vừa bán vừa tặng luôn các chị 150.000 một bộ. Thun phong rộng em có chị ơi. Phong rộng em có, các chị cứ hỏi cái gì em có là em lên luôn nhá. Cứ hỏi em xem có mẫu gì thì em có em lên luôn. Phong rộng có luôn. Phong đá luôn cho em mấy mẫu phong đá ở ngoài kia. Cho gấu bông hết ở mẫu có cổ ấy. Phong đá chung rồi á. Hả? Đá chung rồi á. Đá chung ý. Phong của đây. Các chị mẫu này. Chị bộ đùi cho em mặc mát rượi luôn, bộ đen có 3 màu nhá và có size S và size M. Cũng chốt được các chị từ 43 cân đến tầm 56 57 cân. 43 cân đến 56 57 cân mã MK14, các chị mình chọn màu chọn size vừa cho em. Chị Huế Hoàng Thị có này. Đây bộ MK14, chị đã giỏi rồi đâu. Chị Hoa ơi. Cho em xin cái ghế. Đau hết cả chân rồi. Rồi bộ MK14 nhá. Đây màu trắng này. Các chị ơi, màu trắng này. Phông cổ tim, mắt phông cổ tim lẽ có lên mã rồi đấy chị. Đây các chị chọn cho màu trắng. Ok chị ạ, màu trắng này quần lụa cho em này. Đó, mặc nó mát, mềm này. Quần lụa mềm đấy chị nhá. Mã hàng cho là MK14. Cách số điện thoại cho em 150.000.
Ok chị ạ, 150.000 đồng ạ. Lên mã lên đơn và kèm theo số điện thoại. 150.000 một bộ các chị nhá. Dầu gội phủ bạc này mình còn không nhỉ? Không còn. Hết sạch rồi chị ơi. À, chị ơi lên siêu phẩm, chị đăng ảnh đi chị. Ôi chị lên hết rồi mà em, bây giờ em mới vào à em. Hòa Hiền Đức kìa. Lên từ lúc nãy bây giờ cũng là lên khá là nhiều mẫu rồi, bây giờ mới vào à em. Triệu ba ai chuyển đây? Chị đâu mãi mua hàng. À. Ơ quái lạ nhỉ. Chị đang bảo cái đợi em một chút nhé. Bây giờ lên các chị một cái mấy cái mã bộ dài ấy chị nhá. Các chị nào thích bộ dài thả tin cho em luôn. Ta mở ba hôm trước á. Chị A1. À, K13 nó là áo điệu rồi, chị đang bảo định lên đúng không? Con không chị lên. Rồi rồi, ok. Lên luôn thế. Đâu bộ đâu? Các chị nhá. Tiếp theo cho em là mã MK14. À MK15. Mã này lên cho là mã MK15 nhá các chị ơi. Con này cũng đẹp này. Xuất sắc luôn nhá. MK15 và kèm theo số điện thoại. Trời ơi siêu phẩm luôn các chị ơi. Để chặn siêu phẩm luôn mã MK15 cho em. Lên áo phông đi em à. Bây giờ nhá em bảo chị ơi. Lấy hộ em cái quần short này để em vào cuối lại làm mấy cái mẫu không rộng ấy, không rộng mà hàng quảng châu không có cái mã mà cái quần hàng hơn 300 cũng có mà hàng hơn 200 cũng có. Bây giờ lấy chị mấy mã với lại là cái phông rộng ấy, phông rộng mà hàng chị em mình hay mặc ấy. Đấy. Mấy mã hàng Quảng Châu mà hôm trước mình ôm lô ấy. Rồi, các chị ơi đợi em một chút, áo phông rộng đợi em một tí nhá. À, chịu Hải, ok, chị Hồ Ngân chốt đơn hàng. Bộ lỡ đợi em một chút nhá. Em lấy các chị mấy mã nữa, các chị ơi, thời gian mình còn nhiều. Cứ từ từ đã nhá. Các chị cứ việc nằm xem like, mã nào mình chốt. Còn em đứng bỏ chân kệ em. Đây. Các chị nhìn phong, à quên áo điệu này. Để chặn áo điệu cho em. Bây giờ là có cái chân váy ở đây thì tốt. Có chân váy hôm qua. Không, chân váy đâu. Kìa, chết chóc rồi. Đây, bây giờ em mặc cái mẫu này với chân váy thì cực kỳ là nét các chị nhá, cực kỳ đẹp luôn. Là mẫu này áo em mặc là có 2 size ML, màu hồng, màu trắng và tông màu đen. Thì cứ mang vào đây đi, ở trong này mát cũng sướng hơn là ngoài kia. Hả? Cái quần sóc 3 ở chỗ em mới thấy. Anh cũng hỏi bạn đấy nhiều. Thì là cái quần là sóc 1, cái sóc 8 này. Một sóc 8 là quần màu đen này. Sổ bác nhảy xuống đất đi. Để tay của em nó nhanh. Đây. Tay bồng cho em. Đấy. Tay bồng bồng cho em nhé chị nhá. Em mặc là màu hồng đó chị này. Mã này là MK15 đúng không? MK15 cho em các chị lên đâu nào. MK15 mà kèm số điện thoại. Chị Hoa Nguyễn trên số điện thoại. Chị ơi nếu mà không thấy gọi chốt đơn có là chưa có đơn nhá. Khi nào mễ bên em gọi chốt đơn hàng rồi là đi đơn rồi. Mã này em tặng nốt cho mọi người là 150.000 một áo. Ok chị ạ, hàng 330 em xả lúc các chị là 150.000. Mã hàng trên là MK15. Các chị chọn cho em mặc là màu hồng các chị nhá. Màu hồng này. Màu này màu trắng các chị này. Hồng trắng. À nó chỉ còn 2 màu thôi nhá. À có cả nâu này. Hồng trắng nâu xanh. Trời ơi có cả màu xanh nữa luôn. Đây có sốt cả màu xanh này. Ok chị ạ, 150.000 đồng các chị lên nhanh mình có hà. Mẫu này em bị sốt ho các chị nhá. MK15 kèm số điện thoại cho em. 150.000 một áo các chị nhìn hàng của em với. Đây, 150 một áo. Ai bán được giá này không ạ? Em tặng mọi người nốt 150. Con này chốt đơn các chị từ 40 cân đến tầm 58 cân. 40 cân đến 58 cân đổ bếm chốt đơn hàng. Mã trên là MK15 kèm số điện thoại cho em. Cái áo này chất cái phần thân của nó là u mì nhá. Còn tay của nó sẽ là pha tơ cho em. Phần thân là u mì pha tơ. Mã hàng là MK15. Em tặng nốt mọi người là 150.000 đồng. Ok chưa ạ, 150.000 đồng cho em một áo. Mình chọn cho em màu hồng này, màu xanh này, màu trắng và tông màu nâu các chị nhá. 4 màu cho em. Hồng, xanh, trắng, nâu và kèm cho số điện thoại ạ.
150.000 đồng một áo. Đấy, các chị em mình lên mã hàng một cách số điện thoại cho em. 150 ạ. MK15 60 cao mét 67. Đó là dáng ngắn chị ơi. Đó là dáng ngắn nhá. Chị Nguyễn Sáu Vũ Hồng Linh, Tạ Thị Hồng Yên, ok chỗ đơn. Ê ạ, em rơi các chị em màu nâu này. Màu nâu nhá các chị nhá. Và tông màu trắng. Chọn màu, chọn size vừa. Mình chọn cho em màu với size vừa cho em mã MK15 150.000. Em bán tặng nốt mọi người luôn. Chị Nguyễn Hảo ok này. Chị Thụ Nguyễn chốt màu đen màu trắng này. Đây các chị ơi. Cái chạm màu này của nó sẽ là pha nâu tây cho em nhé chị ơi nhá. Pha nâu tây. Chất mềm lắm luôn các chị này. Ok chị ạ, mã hàng MK15 cho em có size. Bây giờ là có size M với size L các chị nhá. M, L 2 size. Cho đến 58 cân thôi. Đến 58 cân thôi chị ơi. Tay của nó hơi bồng bồng. Rất là xinh luôn. Kiểu này áo kiểu tiểu thư luôn các chị ơi. MK15 150. 150 và cách số điện thoại. Mã này chốt cho nó gọn hàng các bác ạ. Đây. Hàng 33 giảm gốc các chị là 150. Bán các chị gọi là giảm gọi là 60% luôn. 60%. Đây ạ, các chị chọn cho em màu trắng các chị nhá. Màu trắng này. Đó, màu trắng này. Chọn màu, chọn size vừa cho em có hai size là size M và size L. Các chị comment là MK15 kèm theo số điện thoại. Chị ơi 60 cân mét 67. Thôi đừng chốt nhá. Chốt đến tầm 58 cân thôi. Đừng chốt mẫu này, nếu mà 60 cân mét 67 đừng chốt mẫu này luôn. Váy mặc hết rồi chị ơi. Chị Hoàng Xuyến. Thôi Trần Phúc ơi đừng chốt mẫu này nhá. 67 cân 1m60 mà không vừa đâu. Em chốt đấy dưới 58 cân thôi. 40 cân 58 cân đổ về thôi. Để mình xem mã khác mình chốt vậy. Rồi mã 1K15 cho em. Các chị lấy đi. Hả? Đây xanh này. Bắt đầu chốt xanh lên đơn nhá. Màu xanh này. Đấy chạm màu trắng này. Em mặc là màu hồng. Hồng của nó màu hồng tím ý, không phải hồng nhạt đâu nhá. Đấy chạm màu trắng cho em. Màu này là tông màu màu này, màu nâu. Màu nâu, MK15 màu nâu. Và MK15 cho em ạ, màu hồng. Kèm ra số điện thoại cho em. Cái này, tay của nó tay chun hơi bồng bầu vai cho em đấy chị yêu nhá. Tay chun bồng vai, các chị chỉnh lại của em mới là đẹp. Đó, mã sản phẩm là MK15. Cách số điện thoại cho em 150.000, giá sale các chị yêu nhá. Giá chốt sale có 2 size ML. Rồi đẹp quá tích tật thôi nên tiếc. Nhưng mà mình có vừa đâu mà tiếc chị ơi. Đấy chị ạ, tại vì không có XL, hết XL. Bây giờ phải còn 2 size ML thôi. Còn 2 size ML các chị lên đơn nhá. Mã sản phẩm là MK15. Bây giờ em đá thêm cho các bác một ít cái len mông tơ ghi nhá. Len mông tơ ghi thì em đẹp lắm. Nếu các chị thích thì em len luôn, nếu không thì em để vào mùa em bán. Vào vụ em bán. Chứ còn vào vụ các chị mua toàn hơn 300 nổi. Vào vụ các bác mua em khẳng định luôn những cái áo len, len mông tơ ghi mà hàng len mắc hoa cúc ấy, các chị mua toàn trên 300.000. Nhưng bây giờ em phải ôm từ lúc đầu tiên mà đợt đầu vụ mà giá ngoại, nói chung là ngoại trường là chưa có hàng. Đó, mọi người thích em lên luôn, thả tim cho em phát. Thì chạm, chia sẻ like cho em cái. Em lên luôn 1-2 mã thôi nhá. Em lên 1-2 mã len mông tơ ghi thôi. À, xem mẫu nào này. Chốt lên 1-2 mã thôi cho gọi là hoan hỉ. Hoan hỉ một mã. Đây. Em thề luôn các bác luôn. Con len mông này ạ. Ngoài thị trường mà chưa có hàng mà nhà em đã có rồi. Thì chắc thị trường chưa có mà nhà Loan đã có hàng rồi. Các chị nhìn nàng này. Siêu đẹp luôn. Lên 1-2 mã len mông tơ ghi nhá các chị nhá. Mã là MK16. Len mông tơ ghi lên lạ mã MK16 ạ. Này xanh này. Để chạm chị đét luôn của con len hãng nhá. Nào có phải mẫu này các chị đang mua hơn 300.000 đúng không ạ? Để chạm các chị nhìn thử len này. Siêu xinh luôn, mã hàng MK16. Cách số điện thoại cho em. Em ơi, em ôm từ đợt đầu đến giờ có được cái hàng đẹp như này. Thế còn vào mùa các chị mua hơn 300.000 là cái điều chắc chắn luôn. Em còn áo nắng chị Đào Chính nhá. Chị Diệu Thu Trần ok này. Chị Nguyễn Hữu Anh Tú có Đỗ Hải Yến. Trần Đỗ Hải Yến ok chút đơn. Tiếp theo mã là MK16. Được không? Em mặc thử luôn lên nhá. Em lên 1-2 mã len mông tơ ghi thôi. Xong rồi em lên đồ bộ. Thực ra len mông bây giờ thì em mới nhập hàng trước để em ôm hàng thôi. Chứ còn là mọi người ngoài thị trường còn chưa bán đâu. Thị trường còn chưa bán mà toàn bộ mẫu mới nhất luôn. Các chị cứ để ý nhá. Nếu bây giờ mọi người mua hàng này của như em ấy, mọi người mặc chán chê ngoại trường mới có bán. Đây ạ, các chị nhìn mẫu này. Siêu xinh luôn. Thoải mái các chị từ 40 cân đến tầm khoảng là bao nhiêu cân nhỉ? Đến tầm khoảng là 65 cân đổ về em chốt đơn. Mình nhìn màu này, xinh ơi là xinh luôn. Lên mã cho em là MK16. Các chị chọn màu xanh nhá. Được chưa? Các chị có size to không em, thoải mái lên mông của nó là hàng một size. Các chị thứ dưới 65 cân đổ về là các chị mình chốt thôi. Mình chọn màu trắng này, màu nâu, chạm màu nâu tây và tông màu vàng.
Tất cả em có 4 màu cho mọi người luôn. Dưới 65 các em chốt mã MK16 cho em 179.000 đồng các chị chốt trên line của em ngày hôm nay. Em bảo rồi, bây giờ em bán còn rẻ hơn một cái áo phông. Mà toàn bộ của em là hàng hoa trà các chị này. Chợ hàng mắc hoa trà các chị mua ngoài còn hơn 300 đây ạ. Thì bây giờ nó còn chưa vào vụ đâu. Mấy hôm nữa xem. Để chợ các chị cứ tự hỏi mã này xem ạ, không có dưới 300.000 đâu. Không có dưới 300. Các chị nhìn mẫu cho em này. Xuất sắc luôn, một con len bông tơ ghi hãng các chị nhá. Để chợ một con len bông tơ ghi hãng cho em các chị này. Lên mã lên đơn cho em là MK16. Mình chọn cho em màu thì mẫu này em có ít thôi. Em có ít mã MK16. Rồi chị Thanh Huyền có, chị Nguyễn Hồng Nhung lên số điện thoại của em với chị Thùy Nguyễn, ok. Mình chọn màu của em nhá, chọn màu MK16. Đấy, mọi người cứ để ý xem mọi người mua hàng nhá. Ví dụ bây giờ mọi người mua những cái mẫu này, mọi người mặc chán chê rồi ngoại trưởng mới có. Đấy, có nghĩa là mình mặc trước bao nhiêu lâu ngoài mới có bán. Đấy, mà giá được rẻ hơn một nửa tiền. Rồi em thử các mặc cho các bác mặc màu xanh luôn này. À, màu vàng. Để chạm màu vàng cho em. Đây MK16. Đấy, tại vì bây giờ em được nó ôm giá được rẻ hơn thì em cứ lấy thôi. Tại vì mã này thì chẳng bao giờ sổ lỗi mốt luôn. Riêng cái mã len hãng này các chị này, còn len rẻ thì em chẳng nhập. Tại vì chất len, cái len kia nó không chênh giá bao nhiêu tiền mà nó lại, thứ nhất là đắt này, thứ hai là chất xấu. Mã này các bác ôm được giá này các bác gọi là sướng đời luôn, kẻ khách xỉ nhá. Khách xỉ luôn, em bao giá cả xỉ cả lẻ luôn mã này, mã MK16. MK16 mình chọn màu cho em, thoải mái 65 cân cho em này. 40 cân 65 cân rồi. Cái nâu tây có ít, nói chung là nó không có nhiều ấy. Tiếc là không có nhiều. Là chắc là nó chỉ có được 1-2 lô thôi. Nó chỉ có 1-2 lô thôi, không có hàng nhiều luôn. Đây màu trắng cho em. Ok, chặn bác nào chút trắng lên đơn nhá. Màu trắng mà kèm vào số điện thoại thớ lên nó đanh lắm luôn ý. Bác nào mà nhìn cái hàng mong tôi ghi những mã này thì các chị biết đấy. Giá 179 là các chị được chốt giá được rẻ hơn một nửa tiền. Đây ạ, MK16. Các chị màu nâu tây này. Xin chơi cho các chị xem gần chất luôn nhá. Để chặn nhận hàng bóc hàng kiểm tra trước thanh toán. Ok, chặn nhận hàng bóc hàng kiểm tra trước thanh toán. Đây là màu nâu tây. Nói chung là mỗi màu có ít thôi ý. Đấy chứ ạ, thi thoảng nó chỉ có một lô thôi, một hai lô thôi. Rồi chuyển mã luôn các chị nhá, em chuyển mã luôn mã MK16. MK16 vào cách số điện thoại cho em. Vào tiếp một mã nữa nhá các chị nhá. Đây mã này lên là MK17 cho em. Đây, đây là con màu đỏ một chút. Mã này MK17 cũng là mắc hoa cúc này. Em bán từ cái hàng len dày, len mỏng đến, cho đến hàng hè nhá. Những cái hàng hoa cúc các chị cũng phải nghĩ luôn. Từ cái chất lượng mắc hoa trà hoa cúc là cái hàng cao cấp nhất luôn cho em. Các chị lên đơn hàng này, nhìn thấu len này. Để chặn nó đanh, nó đẹp như thế này luôn. Để chặn len xịn các chị nhá. Mã này sẽ là MK17. Cách số điện thoại cho em thoải mái cũng đến tầm các chị đến tầm 65 cân. Thoải mái các chị cũng đến tầm 65 cân đổ về các chị lên đơn ạ. MK17 kèm số điện thoại. Trời ơi, hàng hè nó chưa bán xong mà đã bây giờ đã bon che sang hàng thu rồi. Thực sự luôn. Hàng này đến với đấy hàng trăm. Có hàng mới ở nhà một cái là không chịu được luôn. Không để yên được cái hàng này. Nghĩa ra mọi người ôm là để vào vụ mọi người bán mới được giá. Bây giờ bán, thực ra là bán bây giờ tầm này là chưa được giá đâu. Lúc nào bắt đầu vào vụ cơ xe lại mọi người mới tìm mua len mông nhiều. Bây giờ em đã ôm hàng rồi thì mọi người được mua giá rẻ. Đấy, các chị nhìn này. Đấy, chất nó không dày để nó len mông các chị nhá. Chất mỏng mỏng thôi, không dày quá đâu. Mã hàng đây là MK17. Các chị chọn màu đỏ này. Đấy chứ ạ, các chị chọn màu xanh này, màu vàng này, màu nâu tây và tông màu trắng. Đấy, các chị nhìn bảng màu em nhá. Mã hàng là MK17 đúng không? MK17 kèm theo số điện thoại cho em 179.000 đồng một áo. Ok chị ạ, 179.000 đồng một áo. Các chị lên mã lên đơn và kèm số điện thoại. Dưới 65 các chị mình chốt đơn cho em nhé. Chất lên nó đanh lắm. Mã nào? Rồi MK17 cho em 179.000. Các chị em ơi, mình chọn màu mình chọn size vừa cho em. Chọn màu mình chọn size vừa cho em MK17. Chống nắng là 259.000 đồng cho em một áo nắng ngắn. Rồi màu đỏ này, đã nào chốt màu gì nhỉ, màu nâu tây rồi, mỗi màu có ít thì chả biết lên thế nào. Ôi, cứ lên nhá, em cứ mặc cho chị xem màu, đã nào mình chốt được thì mình hoan hỉ. Để cho không chốt được thông cảm nhỉ, đợi lâu sau. Đây các chị nhìn màu xanh này. Để cho nhìn thử len cho em nó nét như này mà. Để cho nó lì chất như thế này luôn, chứ không phải hàng len được dão dão mà rẻ rẻ đâu các bác nhá. Đây ạ.
Bạn nào mà hay mua cái dòng này nhìn qua cái mác của nó các chị biết. Thực sự luôn. Mình chỉ cần nhìn qua mác là biết luôn. Mã hàng là MK17 cho em chị Lan Hoàng, cho em số điện thoại Bùi Thị Huyền, ok em chốt đơn hàng. Đây màu xanh cho em, chị nào chốt xanh lên xanh cho em luôn nhé. Comment cho là màu xanh và kèm cho số điện thoại. Đây. Toàn màu đẹp thôi. Đấy. Màu xanh cho em các chị nhé. Màu xanh bên ngoài đậm hơn một chút này. Ok chưa? Bác nào chốt màu xanh lên đơn. Con này tay lỡ này. Con này là tay lỡ cho em nhé. MK17 cho em màu xanh và kèm theo số điện thoại. Áo phao á. Chị Trương Thanh Hải. Em không nhận được à, từ tháng 2. Tháng 2 chị biết bây giờ tháng mấy được không? Bây giờ nó là tháng gần sau tháng 7 rồi. Chị yêu ơi, chị xem lại xem là cái người gửi đơn hàng cho chị ý, người ta có gửi hay không. Nếu mà gửi thì bên em đã nhận được hàng rồi, không thể nào mà mấy tháng giờ bên em chưa nhận được hàng. Chị phải xác minh lại cái đơn hàng đấy nhá. Được chưa? Xác minh lại đơn hàng đấy hộ em rồi. Rồi mã này các chị coi là MK17 cho em. Các chị chọn màu nhá, dưới 65 cân em chốt đơn. Dưới 65 cân cho em xanh tay lỡ. Chị ơi comment của em là MK17. Các chị mua đi không thừa đâu. Mấy hôm nữa giá một gấp đôi các chị lại tiếc. Đấy. Bây giờ mọi người ôm giá, ôm hàng này là mọi người để vào vụ. Mọi người bán thì chắc chắn là giá nó cao hơn. Chứ bây giờ em thích em bán thôi. Đấy chứ, khi cả nó 1-2 lô thì nói chung là nó không có hàng nhiều ấy, thì em cứ bán luôn vậy. Nếu mà còn số lượng nhiều thì em đã để vào vụ em bán rồi. Đây này, mỗi màu nó có vài cái rồi ấy, chẳng bỏ. Thật sự luôn nó không bỏ. Đấy, các chị lên đơn nhé, đây màu nâu cây này. Màu nào cũng nét. Đấy chứ, màu nào cũng nét luôn. Mã lên đơn cho là MK17. Đanh ơi là đanh luôn. Các chị lên đơn hàng một cách số điện thoại cho em. Đây màu nâu tây đây. Nâu tây. Rồi, sơ màu thôi nhá các chị nhá. Có cả màu vàng, chị gửi rồi nhé. Em biết là chị gửi rồi nhưng mà chị gửi trước bưu tá hay là tự tay chị ra gửi? Đấy mới là điều quan trọng chị ơi. Nhiều khi nhá các chị gửi bưu tá người ta không gửi luôn, người ta để mất hàng của mọi người ấy. Em mới bảo là khách hàng ơi ạ. Các chị nếu mà muốn gửi đồ các chị tự các chị ra bưu điện các chị gửi hộ em. Đấy cho nó chắc chắn. Bưu tá người ta kiểu người ta quên ấy, người ta không gửi. Chứ bên em nhận được hàng mới đã đổ rồi. Nếu mà để muốn xác minh chị cứ ra cái bên vận chuyển người ta có mã đơn ấy, chị hỏi phát là bên shop đã nhận được hàng chưa là biết ngay. Vì tất cả các cái đơn hàng ạ, chưa bao giờ bị thế đúng không? Chị phải xác minh lại cái chị có quen những người chị gửi hàng hay không ấy. Chị cho em số điện thoại để ngày mai em giải thích với chị. Cho em số điện thoại của chị đi. Mã áo len tất cả đều là một size chị nhá, không có size đâu. Nó không có size, các chị nhìn màu vàng này. Để chạm siêu xinh luôn. Lên đơn hàng cho là MK17. Màu vàng. Để chạm MK17 màu trắng này. MK17 cho em nâu tây. MK17 cho em màu đỏ. Ừ em ơi, xanh chị đã mặc cần gì dơ ra em. Đấy chạm màu đỏ này, màu nâu tây này. Đấy chạm màu trắng này, màu vàng này và tông màu xanh. Rồi em qua mẫu các chị nhá. MK17 cách số điện thoại cho em 179.000. Lên nào chống nắng rồi em ơi. Em lên nào chống nắng rồi. Có quần tây màu kem hoặc màu da không sóc. Quần tây à? Quần tây không chị ơi, em có quần kiểu dạng có quần kiểu như là cái gì nhở, cái quần quần mặc ở nhà thôi đấy. Rồi tiếp cho em nhá, lên mã này luôn này. Đây đây, cái này mẫu này có cái màu bò nó cũng đẹp này. Đấy, mỗi màu có 2-3 chiếc thôi ạ. Lên đơn hàng sẽ là MK18. MK18 ạ, cộng số điện thoại cho em. Đây các chị nhìn này. Đấy, nét căng luôn. MK18, con này len lỗ cho em nhé các chị nhé. Ok chị ạ, kiểu len lỗ cho em như thế này. MK18, dưới 65 cân em chốt. Từ 40 cân đến 65 cân. MK18 màu bò này. MK18 màu vàng này. Đấy chị ạ, màu đen, màu đỏ, 4 màu cho em. Màu vàng, màu bò, màu đen, màu đỏ. Vàng, nâu, đen, đỏ, 4 màu. Chả có hàng, chán đời. Bán hàng lẻ cái này chán lắm. Thôi cứ lên thôi, nhưng mà đủ hàng vào vụ bán cho sướng. Mỗi mẫu nó có tầm khoảng 1000 áo thì bán mới thích. Bây giờ có vài cái cũng chẳng bỏ bán. Thôi cứ lên cho mọi người, ai chốt được thì chốt nhé. Đấy chưa, MK18 cho em. MK18 cho em 179.000. Con này kể cả hè các chị mặc được, tại vì nó là len lỗ. Đấy chứ, mông tư ghi của nó sẽ có lỗ này, nó rất là thoáng. Có khi là mát hơn cả phông ấy. Mặc có thích hơn áo phông luôn. Rồi MK18 cho em. Có lên bộ đồ, đừng ngủ vội, tí ngủ vội ngày mai hết hàng lại tiếc các chị nhá. Mã này MK18 các chị chọn cho màu vàng này. MK18 em mặc là màu nâu các chị nhá. MK18 cho em màu đen. MK18 cho em màu đỏ. Kèm theo số điện thoại cho em 179.000 đồng một áo. Dưới 65 con em chốt đơn nhá.
dưới 65 cân mã MK18. Áo đóng chị Vũ Thanh ok thì tắm kiểu chốt đơn hàng này. Các chị ơi, mắc hoa trà này các chị có phải nghĩ không? Đẹp quá luôn. MK18 cho em 179.000 một áo. Ok chị ạ, 179.000 đồng các chị lên đơn hàng này. Chị ạ, kèm cho số điện thoại cho em 179.000 ạ. Mỗi màu có 2-3 chiếc. Các chị em mình nhanh tay mẫu này cho em MK18 nhá. Chị Bùi Thị Huyền chốt đơn, chị Phạm Tần ok màu đen màu nâu này. Xinh như thế này ạ, mọi người ơi. Dòng vụ em đố ai bán được giá này luôn. Nhập vào cũng được đấy chị ơi. Nhập vào cũng được luôn ấy. Em hứa luôn mọi người đấy. Các chị chốt được thì cứ chốt đi. MK18 cho em. Chị Nhâm Bùi có đơn hàng này. Đây màu nâu này có đúng hai nâu kiểu nâu bò ấy. Không phải nâu đất đâu chứ. Màu nâu này đẹp này. Đấy chị, màu đỏ cho em. Này, chất len nó đang như thế này luôn. Rồi ạ, MK18 cho em 179.000. 179 và kèm số điện thoại. Rồi chuyển mẫu nào. Đây. À, bốc cho chị cái mã à đây rồi. Đây cái mẫu này còn có hàng. Đây con tủ tin cho em. Lên nấu cây nhé các chị ơi. Đây cổ tim này. Mã MK19. Xem có màu gì chị ơi. Ôi dồi ôi các chị ơi. Đẹp luôn. Đẹp chưa? Càng về sau toàn mẫu đẹp các chị nhá. Toàn màu sau càng lên mẫu đẹp cho các bác luôn này. Trắng. Đỏ đen. Xanh nâu trắng đen 5 màu. 5 màu. Đỏ xanh nâu trắng đen mã MK19. Cũng là mắc hoa cúc cho em. Mắc hoa cúc cho em. Các chị lên đơn MK19 ạ. Dưới 65 cân đổ về em chốt đơn con này cổ tim các chị này. Cổ tim tay lỡ, mã hàng cho là MK19 các chị lên đơn hàng nhé. Dưới 65 cân em nhận đơn mã này. Rồi chốt nốt các chị là 179.000 một áo. Em mặc là màu nâu tây các chị nhé. Màu nâu tây cho em cổ tim mã MK19 ạ. Các chị lấy đi. Tại vì cái mã MK18 không có mấy đâu, mỗi màu có 2-3 chiếc thôi, các chị chuyển luôn sang MK19 này. Mình chọn cho em màu trắng nhá. Em mặc là màu nâu tây, em màu trắng cho em. Màu đỏ này, màu xanh và tông màu đen. Các chị mình chọn màu em dưới 65 cân em chốt đơn. Mã này nhận được các chị đến 65 cân nhá. 43 cân đổ lên. Đến tầm 65 cân đổ với em chốt đơn hàng ạ. Mã MK19 các chị ơi, em bảo thật luôn các chị lấy mã này mà. Này, em khuyên thật tình luôn ấy, chất nó đẹp như này không phải lúc nào em cũng có hàng đâu. Cái này khác em. Không phải lúc nào em cũng nhập được hàng này đâu. Các chị mình chốt luôn đi. Này, đang chút là theo cho em. Viền này. Con này trong vụ không có 320 thôi, em bé tí luôn. Em mất lộc luôn bác ạ. Trong vụ con này nhập đắt kinh khủng luôn ấy. Rồi lên mã trên là mã MK19 các chị yêu nhá. MK19 chốt siêu các bác luôn là 179.000. Mình mua lên hãng là 179.000 đồng. Quần thể thao con lưới rồi cái mã Q808, Q809. Chị ra ngoài kia lấy em cái mã quần đấy. 808, mã 809 ở ngoài kia ấy. Rồi mã này các chị lên đơn hàng là MK19 nhá các chị nhá. MK19 kèm số điện thoại, bác nào chốt được thì cứ mua mà để dành. Thì chạm bắt đầu bây giờ cũng gần như là cuối hè rồi còn gì đúng không? Bắt đầu là chớm thu, các chị mặc một mẫu này rồi là buổi tối. Thì chạm buổi tối xe lạnh là mình cũng chốt được, cũng mặc được mẫu này rồi. Tại vì nó len mông mà các chị, len mông tơ ghi. Nó không dày như kiểu len ấy đâu. Len dày như cửa hàng đông đâu. Đây ạ. Đanh chất chắc chất cực kỳ luôn cái màu này. Cái màu xanh, bác nào chốt xanh lên đơn nhá. Chốt màu xanh các chị lên đơn hàng. Mã hàng cho là MK19 màu xanh. MK19 màu xanh, màu nâu, màu đỏ, màu đen, màu trắng. Đó. Siêu xinh luôn, từ khoảng là 44 cân thì 43, 44 cân đổ lên thì cứ tầm 65 cân đổ về. 65 cân đổ về em chốt đơn. Đẹp nhỉ. Mê mẩn luôn. Nhìn hàng này. Viền cũng đẹp luôn ý. Rồi, chị ơi đợi em tí lên bộ luôn. Trời ơi. Dục em quá. Nhưng mà những cái mã này em không thể nào mà dừng lại được luôn. Tại vì nó mê mẩn luôn các chị ơi. Mã MK19 nhá. MK19 đen dùng đơn, ok chị Thúy An đang ok chị Nụ Trung có, chị Thắm Kiều chốt đơn ạ. Chị Nguyễn Hồng Loan ok em lên đơn à. Mã hàng và cách số điện thoại cho em MK19 các chị yêu nhá. Chị Hồng Liên có đen nâu này. Chị có trắng đỏ này. Có cả trắng đỏ xanh nữa. Trắng đỏ với xanh nữa chị ơi. Đây, màu đỏ đây. Chị đào chốt đỏ lên đơn nhá. Ok chưa? Rồi nhìn tem mác này. Xịn đét luôn. Mã hàng cho là MK19 màu đỏ. MK19 màu đỏ và MK19 cho em màu trắng đâu đen đâu. Đây mặc đen đây. Mặc đen trên này nó hơi bị tối. Đấy chứ, nó cũng như cách kia thôi. Các cái màu mẫu kia thôi. Các màu kia thôi nhưng mà nó là màu đen. Khác nhau mỗi cái màu thôi chứ còn viền nó cũng như nhau hết.
viền như nhau hết luôn. Chất đanh nhở. Sờ con áo nó cứ mướt tay thế này. Bây giờ mà các chị đã mặc sang cái áo len này của em rồi, xong bây giờ các chị mua cái dòng kiểu là cái chất len, len mà không có tên tuổi gì, kiểu là len, len kiểu gia công à, len xưởng à, các chị không muốn mặc luôn. Nếu mà đã mặc sang hàng này rồi, được chưa? Các chị ơi, màu đen đây. Chị nào chốt đơn lên đơn hàng nhá. Mã hàng cho em là MK19 màu đen, kèm số điện thoại không cổ bé em còn chị ơi. Chị Nhã Hoa có này, chị Nguyễn Hoàng, chị Thúy Đặng có lấy không? Chị Hồng Liên có đen nâu này, bác nào chút trắng lên đơn nhá. MK19, MK19 kèm số điện thoại, chị Hồng Liên sẽ có đơn hàng ạ. MK18 màu nâu ok chị luôn. Đây các chị này, màu trắng này. Cái logo này theo nhá các chị nhá, hàng hiếm luôn. Để chị ạ, chốt cho các bác luôn hàng hiếm. Lên mã lên đơn mà kèm số điện thoại cho em. Mã này là 179.000. Đấy, 179.000 đồng một áo. Rồi lúc vào vụ các chị là còn không có hàng này mà bán. Bây giờ lên các chị một mã gì nhỉ? Một mã bộ nhá. Bên nào có? B27 nhá. Đâu B7 nhá. B7 đã không còn dài đúng không? Áo cộc bo chun. Áo cộc bo chun là gì? Cam. Nói chung là có M, ngoài size M với size L đúng không? Ừ. Ừ, các chị này, lên bộ các chị nhá. Bộ này là bộ quần dài áo cổ bẻ. Bộ quần dài áo cổ bẻ là bộ B7 đúng không? Rồi em lên bộ này là bộ B7 cho em. B7 và kèm với số điện thoại cho các chị mình chốt đơn hàng này. Siêu xinh luôn, chị nào nhận được bộ B7 thì em cho em xin một cái feedback ạ. Ok, cho em xin feedback với ạ. Mã sản phẩm là B7 nhé các chị yêu nhá. Bộ này chỉ có sướng trở lên chứ không mà sướng trở xuống đâu ạ. Bộ này là chỉ có sướng trở lên, các chị nhìn này. Bộ vip cho em nhé chị nhá. Bộ lên cho là bộ B7 ạ. Màu cam mới lại B7 trên màu nâu hai màu. Hỏng xong đời luôn. Đừng lo. Thì nhớ cái góc này ít nữa còn bụi lên cái góc này kia. Các chị nào chốt bộ này các chị lên đơn nhá. Những cái bộ này các chị ơi chất mát lạnh luôn, hàng cao cấp cho em. Eo ơi này, mặc lên người nó có lạnh luôn. Các chị ơi, bộ này là bộ B7 nhá chị ơi nhá. Em mặc là màu cam nào? B7 màu cam và B7 màu nâu có hai màu cho em. Em sẽ lên màu cam trước, thì màu này em có size M và size L. Size M và size L các chị lên đơn hàng một cách số điện thoại bộ quần dài cho em này. Được chưa? Bộ này hôm nay em tặng các chị nốt là 279.000. Bác nào chốt nhanh được ạ. Form này chốt được các chị tầm 62 cân đổ về nhá. 45 46 cân. Được chưa? 46 cân đi. 46 cân đến 62 cân đổ về em chốt đơn. Được chưa? ML 2 size. Đó, mình chọn màu cho em, đây là màu nâu cho em này. Hàng VIP cho em nhá. Em tặng các chị là 279.000. Không đẹp có giả lại. Không đẹp mình giả lại cho em. Đây ạ, không đẹp giả lại cho em, toàn bộ là hàng Quảng Châu. Các chị lên đơn hàng một cách số điện thoại cho em. Đó, lên đơn hàng một cách số điện thoại chất mát lạnh luôn. Bộ này em tặng mọi người nốt là 279.000 đồng một bộ các chị nhá. Bộ sẽ là bộ B7. Áo màu cam đào các chị này, áo màu cam mà quần màu đen, quần dài. Bộ này các chị kể mặc đi làm được. Chắc mặc đi làm được luôn cho em. Giá bán bên ngoài toàn 7-800 các chị ơi, 7-800. Em tặng một người nốt là 279.000. Không xù lông chị ơi, chị nào mua bộ này các chị vào feedback của em cái. Em bán mọi người, em còn có bảo hành cho mọi người luôn. Các bác biết thế nào đấy. Đây này, bộ này mọi người ra ngoài cũng có 7-800.000. Được chưa, rẻ nhất là 680. Đấy, bây giờ hàng này em xả nốt mọi người lớn là 279.000 đồng các chị nhá. 279.000 đồng các chị lên đâu nào cho là bộ B7. B7 và kèm theo số điện thoại ạ. Bộ này nó có phải vàng Việt Nam đâu chị, hàng Quảng Châu. Bộ hàng Quảng Châu cho em. Lên mã lên đơn cho là B7, cách số điện thoại cho là các chị mình chốt đơn nhá. Em tặng mọi người là 279.000. Chốt sale rồi đấy ạ, đây là giá sale. Đấy. Không có giá này ngoài thị trường đâu. Bây giờ các chị còn mua rẻ hơn cả hàng Việt Nam luôn. 279. Tiêm nước đá cho em để em khản tiếng không bán được hàng. Quá rẻ luôn cái mã này. Nào mọi người ơi, chốt nốt nha, chốt nốt cho em giá bao nhiêu?
B7 ạ, B7 là 279.000, không bay không xù chị ơi. Các chị đã mua các chị biết đấy. Để cho các chị nhìn chất này. Mê ly luôn. Đó, không bay không xù, không bị cắn chỉ, không bị phai màu. Đấy, em dám bảo hành các chị luôn đấy, tại vì những cái bộ này không phải lúc nào cũng nhập được. Chị Thùy An Đặng có này, Thùy Cao Thị chốt đơn, chị Nhã Hoa có này. Luyến Nguyễn Thị ok chốt đơn hàng. Rồi em thử mặc thử các chị xem màu nâu nhá. Tem nâu tây cho em đây. Nâu tây và kèm số điện thoại cho em ạ. Nhìn qua tem mác túi bóng của nó các chị biết là hàng của nó là hàng xịn hay hàng gọi là hàng Việt Nam đấy chị, hàng của châu hàng Việt Nam. Đấy. 45 cân chốt size M nhá các chị nhá. 45 cân chốt size M cho em. Lên mã lên đơn cho là B7 và kèm theo số điện thoại ạ. Đây lên các chị xem màu nâu này. Toàn hàng VIP ơi là VIP luôn này ạ. Nhưng mà đợt này đợt vừa rồi là em nhập được sale. Không sale thì các chị đang mua của nó 680 hơn 700.000 bộ. Đây nâu, còn mã nào? Còn cái mã bộ B11 con không? B11 với B13 ấy. Khóa đây. Khóa có không? Khóa một cửa. Khóa đây, khóa đây. Cảnh sát đi đi tuần tra. Cơ động như nhỉ? B11 cơ động, cơ động. Hàng với B11 với B bao nhiêu? Đây là bộ cái bộ mũ ấy, bộ mũ là B6 à? Có B6 cho hai bộ với số. Nói điếc vậy không? Đây các chị ơi, nâu này. Nâu tây cho em. Bộ cho em là bộ B7 các chị nhá. B7 và kèm cho số điện thoại cho em màu nâu. Thúy Cao Thị có ok, chị Nhâm Bùi Minh Nguyễn có này, Thúy An Đặng ok chốt đơn hàng. Các chị lấy đi, nói chung là mỗi màu em còn mấy bộ thôi. Minh Nguyễn chốt đơn màu cam nhá. Em màu nâu tây cho em. Lên mã cho em là bộ B7 và kèm cho số điện thoại. Nào tiếp theo em lên các chị một mã nữa nhá. Đâu B6 đâu, còn bằng này bộ B6 còn đúng bằng này bộ. B6 em còn đúng bằng này bộ các chị nhìn hàng này. ML à? ML 2 size, nâu. Nâu còn có một bộ à? À đâu, 2 bộ, 3 bộ này, 4 bộ này, 4 bộ nâu. Đây. Bộ tiếp theo là bộ B7 đúng không? Bộ gấu là bộ B7 đúng không nhỉ? B6 bộ thì em. À ừ, bộ gấu là bộ B6. Nâu M. Chị nào à, nâu còn nguyên size M đó các chị ơi. Bộ này là bộ B6 cho em nhá. B6 màu nâu còn nguyên size M. Không còn bộ nào size L luôn. Rồi, các nào chốt vừa size M lên đơn nhá. Đây là bộ B6 này. B6 màu nâu kèm số điện thoại ạ. Thì bác nào chốt B6 nâu lên đơn. Bây giờ em sẽ lên theo từng màu một luôn và từng size ấy chị nhá. Cái B11 còn không nhỉ? Rồi các chị ơi, bác nào mặc vừa cái size M thì chốt luôn nhá. Em còn bộ B6 của màu nâu size M. Bộ mũ ạ. Đây, chị nào vừa màu nâu chốt luôn nhá. Bộ này thì em chốt sale luôn cho mọi người nhá. Chị nào nhanh thì được đi. Hoan hỉ. Để chị hoan hỉ, hoan hỉ bộ này cho em. Còn size M. Màu nâu còn 4 bộ này. Thì size M chốt các chị tầm 51, 52 cân đi. 51, 52 cân và tầm 43 cân đổ lên. Nào em tặng mọi người nốt này. Bộ B6 đúng không? B6 279.000. Ok chưa? 279.000 đồng bộ màu nâu cho em, bộ nâu mũ size M các chị nhá. Nâu mũ size M. Ok cho các chị lên đơn hàng. VIP ơi là VIP luôn, quần bo gấu cho em. Quần bo gấu nó không dài quá các chị yêu nhá. Để tầm 51, 52 cân đổ về các chị mặc mặt size M cho em. 43 cân đổ lên. Bộ B6 ạ. B6 cho em này còn 4 bộ màu nâu size M. Các bác nào chốt lên luôn cho em là hết hàng các chị nhá. Hết sạch thì xanh luôn. Bộ B6 màu nâu size M 279.000. Được chưa? B6 này chị Dương Duyên có này, anh Đào Trúc có đơn này. Bộ nào cũng muốn mua mà không có tiền á. Trời ơi lên luôn đi, chị Lương Lương có này. Dương Duyên chút nâu hết hàng các chị nhá. Tiếp theo cho em, bây giờ em lên theo từng màu một luôn nhá. Có màu nào em sẽ báo file cho mọi người luôn. Màu xanh thì còn 2 bộ này.
3 bộ size L, các nào vừa màu xanh này xuất luôn cho em nhé. Đấy chứ ạ, màu xanh này em gọi là màu xanh coban à. Xanh coban còn 3 bộ của size L. Đấy, bây giờ là báo màu báo size luôn cho mọi người. Long Lương có, Duyên Duyên có, Đào Trúc có. Thế là còn một bộ nữa đi, mọi người chốt nó một bộ B6 nốt đi. Ẩn comment quá này, không nhìn thấy. Thúy An Đặng rồi, ok, thế là hết hàng bộ màu B6 màu nâu nhá. Bây giờ lên màu xanh đi. Đang nào chốt xanh lên đơn hàng này. Xanh em còn 3 bộ, à 2 bộ à, 3 bộ size L nhá các chị nhá. Xanh còn 3 bộ size L, bác nào vừa màu xanh thì lên đơn size L đến 57-58 cân. Và các chị tầm khoảng là 40, à quên, 53-52-53 cân đổ lên nhá. 52 cân đến tầm 58 cân đổ về, các chị mình chốt vừa size L cho em. 52-58 cân. Nói chung là trên 50 cân là mặc được. 50-58 cân. Đến 58 cân em chốt đơn. Đây các chị ơi, lên mã hàng và cách số điện thoại cho em nhá. Đây chạm bộ này em tặng mọi người nốt là 279. Còn 3 bộ size L, 3 bộ size L màu xanh. Chị nào chốt màu xanh các chị lên đơn hàng này. Con chuột rồi, ok chị. Đây, bộ B6 cho em đến tầm 57 cân đi. 57-58 cân là ok, 50 cân đổ lên nhá. 50 cân đến 57-58 cân. Tặng các chị là 279.000. Hàng VIP cho em. Đấy chạm, toàn bộ hàng VIP cho em, các chị này chất nó mát lạnh luôn. Còn đúng 3 bộ màu xanh nên chị nào chốt màu xanh lên đơn hàng nhá. Xanh của em có màu xanh lạ ấy các chị ơi. Bộ B6. B6 xanh này. B6 xanh cho em 279.000. Các chị lên đơn hàng nhá. B6 màu xanh mà kèm số điện thoại này. B6 màu xanh kèm số điện thoại cho em. M471 màu đen là cái gì? Hả? M471 màu đen. Đó là cái gì ta? M47. Ừ. Đấy, lạnh quá còn rét run rồi này. Thôi nghỉ đi nhở. Thôi còn mới bộ màu này lên nốt nhá. Đen là ông nâu còn bộ này. Sao bộ màu nâu này. 6 này. Màu xanh lá này còn một bộ nữa chị ơi. Xanh lá còn một bộ nhá. Xanh lá còn đúng một bộ size L. Xanh lá còn một bộ size L cho em. Xanh nhau, chút xanh nhau bộ này luôn. Màu đen size M còn một bộ này. Chị nào chốt màu đen size M các chị lên đơn nhá. Đen M em còn một bộ là bộ B6. B6 màu đen và kèm số điện thoại ạ. Chị Hồng Mai chốt đơn này, 60 cân không vừa đâu chị ơi. 60 cân đừng chốt. Chốt nó không vừa ấy. Các chị mặc nó kích quá nó xấu. Bởi vì là bộ này cũng bo gấu, các chị em mình mặc cho em rộng rộng một chút ra thì nó sẽ đẹp hơn. Áo bo gấu cùng bo gấu. Đây ạ. Màu đen size M em còn một bộ, chị nào vừa chốt luôn nhá. B6 màu đen size M, cái số điện thoại cho em. Bộ này các chị đang mua ngoài 6-700 nghìn một bộ đấy các chị ơi. 6-700 nghìn bộ hàng Quảng Châu cho em. Còn đúng một bộ size M màu đen. Bác nào chốt lên đơn nhá, 279.000. Được chưa? Em tặng mọi người nốt là 279. Còn đúng một bộ màu đen size M đây. Màu đen size M còn một bộ này. Màu xanh lá size L còn một bộ. Xanh lá chốt đến 58 cân. Xanh lá quần áo màu xanh quần màu đen nhá các chị nhá. Đây ạ. Áo xanh quần đen. Bác nào chốt lên đơn còn đúng sót một bộ này. Được chưa? Size L màu xanh cho em. Chị đét luôn này, 279.000. Ok chị, 279 đồng các chị lên đơn hàng cho em. Áo xanh quần đen như này. 279 và kèm số điện thoại nhá. Bộ B6 màu đen 47 cân, ok chị Yến Nguyễn là mặc vừa đẹp luôn. Đấy chị nào em còn một bộ màu xanh VIP như này luôn, hàng đấy không có đấy. Đấy chị ạ, về đúng sót đúng một bộ đấy thôi. Nốt các chị là 279.000 đồng. Các chị lên đơn hàng cho là bộ B6 màu xanh lá. B6 xanh lá size L kèm theo số điện thoại này. B6 xanh lá size L và lên số điện thoại cho em 279.000. Ok chị ạ, 279 đồng bộ, các chị lên đơn hàng cho em và kèm số điện thoại nhá. 279. Đấy chưa ạ, 60 cân không vừa chị ơi. 60 cân đừng chốt, 60 cân đừng XL đi. 58 cân đổ về, cái bộ này là bộ form bé nhá. Thì size L em chốt đến 57 cân thôi. 57-58 cân là cùng thôi, chỉ 60 cân thì không vừa mã này nhá. 60 cân không vừa mã này. Vì form này là form nhỏ, nó không như cái chị con chuột, ok. Bộ đang mặc là mã B6 chị ơi, bộ đang mặc là B6. Bộ em mặc là bộ B6. Rồi con chuột chốt xanh lá, lên số điện thoại đi chị ơi. Có vài số điện thoại của em. Thôi em nghỉ nhá chị nhá, mai em bán tiếp. Mai lên tiếp nhá các chị nhá. Em nghỉ đây. Bye các chị ạ. Chúc các chị ngủ ngon.